chương 1020, còn có viện thủ. Đừng nói Triệu Luân còn là thiên tài tứ tinh, dù không phải, thì tranh lệch tám tiểu cảnh giới nhỏ cũng không phải lăng hàn có thể bù đắp. Nhưng thể phách của hắn quá mạnh mẽ, cứng rắn ăn một kích cũng chỉ để ra xuất hiện vết nứt, nhưng thần cốt vẫn không thương, cái này đơn giản, hắn vận chuyển bất diệt thiên kinh, vết thương nhất thời khôi phục lại. Mọi người nhìn mà chố mắt, bọn họ chưa từng gặp qua thể phách của ai cường đại như thế. Thể phách của người cường còn chưa tính, nhưng vấn đề là lực khôi phục còn biến thái như vậy phải làm sao bây giờ trừ khi một kích có thể đánh Lang Hàn bị thương nặng nếu chỉ là vết thương nhẹ hắn hoàn toàn có thể lần lượt khôi phục mặc cho người đánh đến thoát lực cũng vô dụng ha 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 trong tiếng cười dài chỉ thấy một đạo nhân ảnh từ trên đỉnh núi bay xuống vừa khéo chắn ở giữa Lang Hàn và Triệu Luân Sa Nguyên hắn mở chiếc phiến quạt hai cái nói Triệu Luân tiền đặt cuộc của ta đâu Triệu Luân nhất thời lộ ra vẻ giận dữ lẽ nào ta còn không trả ngươi sao đó cũng không nhất định một ngày chưa đến tay mình ngày đó cũng không thể an tâm sa nguyên cười nói ngay cả thân huynh đệ cũng phải tính rõ ràng nhanh cầm đồ vật đến đây đi triệu luân biết đối phương là cố ý nhúng một cước muốn bảo vệ lăng hàn nhưng hắn há có thể cho đối phương như nguyện hắn lãnh đạm nói sa nguyên đừng nghĩ ta không biết ngươi đánh cái chủ ý gì ta đánh cái chủ ý gì sa nguyên cười hỏi triệu luân hít một hơi thật sâu nói ta cho ngươi hai khối bạch vân tinh thiết, ngươi chớ quản chuyện hôm nay. Thực lực, thân phận của đối phương đều không kém hắn, nếu Sa Nguyên quyết tâm muốn làm gậy quấy phân mà nói, hắn thật có chút khó làm. Bởi vậy, hắn không tiếc cho ra một khối bạch vân tinh thiết để đối phương không nhúng tay. Hai khối bạch vân tinh thiết, Sa Nguyên không khỏi tim đập thình thịch, một khối bạch vân tinh thiết mà nói, vậy chỉ có thể trộn ở trong thần binh, để thăng phẩm chất của thần binh, nhưng nếu hai khối, vậy đủ để chế tạo một binh khí hoàn chỉnh thần binh cấp 7A, ngấm lại liền để hắn động tâm, phải biết từ cấp 5 bắt đầu, số lượng thần thiết liền rất ít ỏi. Hắn chỉ suy nghĩ một chút, liền lập tức làm ra quyết định. Tốt, nói xong liền lui sang một bên, bày ra một bộ sự tình không liên quan đến mình. Ánh mắt của Triệu Luân lần thứ hai theo dõi Lăng Hàn, người này hại mình tổn hai khối bạch phân tinh thiết, để hắn càng muốn từ trên người đối phương đạt được bí mật bất khả tư nghị. Lăng Hàn liếc mắt nhìn Sa Nguyên, hào cảm với người này tự nhiên lập tức tiêu tan thành mây khói hắn tế xuất thần kiếm, tay trái hóa trưởng, muốn bảo vệ tôn nghiêm của mình. Mèo, người nào to gan như vậy, ngay cả miêu nô của bản vương cũng dám động. Đại bạch miêu xuất hiện, nhìn triệu luân dương nhanh múa vuốt. Thú sủng của phó viện trưởng, triệu luân kinh ngạc, dân đen của tiểu thế giới này thật có chút thần kỳ, ngắn ngủi mấy ngày cư nhiên nhắc lên quan hệ với tả tướng, phó viện trưởng, đan viện. Phi, nhân loại này là miêu nô của bản vương, đại bạch miêu thập phần ngạo kiều nói, ha ha, nể mặt phó đại nhân, tha cho ngươi một mạng. Triệu Luân lại điểm qua một chỉ, muốn giảng buộc Bạch Miêu. Hưu, thân hình của Bạch Miêu chấp động, nhanh vô cùng. Ừ, Triệu Luân kinh ngạc, tốc độ như vậy mau có chút để hắn không ngờ, nhưng cũng chỉ như vậy, dù sao tiểu cực vị vẫn quá thấp. Chỉ ba chiêu mà thôi, Đại Bạch Miêu liền bị Triệu Luân chân áp. Triệu Luân hạ thủ cũng có chừng mực, chỉ để Đại Bạch Miêu mất đi năng lực hành động, mà không có đả thương nó. Nhân loại ghê tởm, nhanh thả bản vương. Đại Bạch Miêu oa oa kêu to, có vẻ giận không kiềm được. Tất cả mọi người kinh ngạc, tả tướng cộng thêm phó viện trưởng, đây chính là hai cường giả tinh thần cảnh, Lăng Hàn cư nhiên đồng thời có quan hệ, thực sự là làm cho không người nào có thể nghĩ đến. Triệu Luân cũng có chút chột dạ, nếu không phải Sa Nguyên còn vì lợi ích sở động, vậy chính là có ba thế lực tinh thần cảnh đang xuất đầu thay Lăng Hàn. Nhưng nghĩ tới trên người Lăng Hàn khả năng có truyền thừa tuyệt thế, hắn lập tức kiên định tín nhiệm, nhất định phải đắc thủ. Đi tìm chết, hắn huy trưởng vỗ tới Lăng Hàn, người mới đi chết, Lăng Hàn giống giận, kiếm, trường tề động, hắn triển khai phản kích. Mặc Lăng Hàn yêu nghiệt làm sao, thì cảnh giới vẫn thấp hơn quá nhiều. Ở dưới thế công cường đại của Triệu Luân, Lăng Hàn không ngừng bị đánh bay, đá bay, nhưng để cho người ra đầu tê dại là, thừa nhận nhiều công kích như vậy, Lăng Hàn vẫn vui vẻ như cũ, tối đa chỉ là chảy nhiều chút máu mà thôi. Điều này làm cho Sa Nguyên dục dịch, nếu hắn có thể thu được thể phách kinh khủng như vậy, quét ngang cùng cảnh giới còn là mộng tưởng sao còn có thể để triệu luân độc hưởng mỹ danh đệ nhất thiên tài sao hắn âm thầm quyết định nếu triệu luân thật đánh chết lăng hàn vậy hắn làm sao cũng phải xông lên trước một bước siêu hồn thu bí mật của lăng hàn hiện tại sao cái ác nhân này giao cho triệu luân đến làm đi ở chỗ tối vẫn không thể xuất thủ sao trương đức mãn lo lắng nói hắn có hảo cảm rất lớn với lăng hàn a phân viện trưởng nói mặt mũi của triệu đại tướng quân phải bán, bởi vậy cho phép triệu luân có đặc quyền nhất định. Ngược lại có chúng ta nhìn, tuyệt sẽ không để cho tiểu tử kia nguy hiểm đến tính mạng. Một gã trưởng lão nói, lợi dụng cơ hội lần này, chờ chút hảo hảo trị ngạo khí của triệu luân, để triệu đại tướng quân không thể nói gì hơn, bằng không cường giả tinh thần cảnh giận dữ, ngay cả phó viện trưởng đại nhân cũng khó làm. Bất quá, tiểu tử kia cũng thực biến thái, quả thực là yêu nghiệt. Đúng vậy đúng vậy, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, lão phu tuyệt không tin một võ giả vừa nhảy vào trung cực vị cư nhiên có thể thừa nhận nhiều lần công kích của triệu luân như vậy. Nhìn tư thế này, chúng ta hoàn toàn có thể đi trở về ngủ một giấc, sau đó lại tới xem tình huống A. Tổng cộng có bảy trưởng lão xì si xào bàn tán, làm Lăng Hàn biểu hiện ra thực lực quá kinh người. Sắc mặt của triệu luân càng ngày càng lạnh, tuy Lăng Hàn một mực thụ thương, nhưng làm sao cũng không chết. Thời gian kéo càng lâu, mặt mũi của hắn tự nhiên càng không nhịn được, Đại viên mãn bình thường thu thập một trung cực vị cũng không cần lâu như vậy, huống chi hắn là thiên tài tứ tinh. Triệu Luân, người đủ chưa? Thanh âm quyến rũ vang lên, chỉ thấy thân ảnh của Thủy Nhạn Ngọc xuất hiện, từ đàng xa đi tới, trên khuôn mặt hiện đầy phẫn nộ. Chương 1021, Cửu Quận Vương đến. Triệu Luân lập tức động dung, trong ánh mắt còn có một tia lửa nóng. Ở trong hoàng đô, Thủy Nhạn Ngọc lại có danh xưng là tiểu nữ hoàng, không phải bởi vì thực lực của nàng mạnh, thiên phú cao hay ra thế kinh người gì mà là nàng quyến rũ phong tình có chút giống loạn tinh nữ hoàng nữ hoàng đại nhân không ai có thể trèo cao nếu như ôm thủy nhạn ngọc vào trong ngực mà nói cũng có thể trở thành thay thế phẩm bởi vậy thủy nhạn ngọc nổi danh hơn chu mộng hòe một bậc may mà triệu luân là con trai độc nhất của triệu đại tướng quân lại hạ thủ sớm nhất tuyên bố chủ quyền với thủy nhạn ngọc này mới không người nào dám mơ ước đó là một vư vật có thể làm cho người tiêu hồn thực cốt mà lo lắng nhi tử trầm mê bể dục triệu đại tướng quân hạ nghiêm lệch, cấm triệu luân cưới vợ trước nhật nguyệt cảnh, lúc này mới để thủy nhạn ngọc thủ đến bây giờ, bằng không sớm đã bị gia tộc bán. Bởi vậy, mỗi lần nhìn thấy thủy nhạn ngọc sẽ để hắn tà hỏa đại sinh, hận không thể lập tức đẩy vưu vật phong tình vạn trùng này. Ha ha, ta chỉ là giết người mà thôi, nhạn ngọc hà tất ngạc nhiên. Hắn nhàn nhạt nói, từ lúc thủy nhạn ngọc thả lời cùng lăng hàn tư định trung thân, ở trong lòng hắn đã tuyên bố lăng hàn tử hình chỉ là không nghĩ tới nên làm sao giết đối phương mà thôi sự tình của ta và ngươi không nên liên lụy tới người không liên quan thủy nhạn ngọc lớn tiếng trách cứ triệu luân cười lạnh nói tiểu tử này không có quan hệ gì sao triệu luân ngươi muốn làm sao mới bằng lòng bỏ qua thủy nhạn ngọc cắn môi đỏ mọng nói trước đây nàng quả thực chỉ muốn lợi dụng lăng hàn để thoát khỏi triệu luân nhưng ở sau thiên hải bí cảnh ý tưởng của nàng cũng lặng yên phát xanh biến hóa hiện tại nàng tuyệt không nguyện nhìn lăng hàn chết triệu luân híp mắt một cái không khỏi lộ ra vẻ giận dữ. Hắn coi thủy nhạn ngọc như bảo bối trong tay, nhưng đối phương chưa từng có chút quan tâm với hắn. Hiện tại thế nào, vì một dân đen, thủy nhạn ngọc cư nhiên nguyện ý hy sinh hết thảy. Điều này làm cho hắn đố kỵ đến phát cuồng. Không được, Lăng Hàn nhất định phải chết. Triệu Luân hừ một tiếng, một chỉ điểm qua thủy nhạn ngọc, đồng dạng chế trụ nàng, tiếp đó mới lướt về phía Lăng Hàn. "Chết, chết, chết, ta cũng không tin, vẫn không giết được một trung cực vị nho nhỏ." Triệu Luân cười lạnh trên hai tay hắn có thần văn đáng sợ chấp động, như là nước gợn. Ba, hắn vỗ qua một trường, ngực của Lăng Hàn nhất thời xuất hiện một lỗ máu, huyết nhục trong nháy mắt tiêu thất, hiện ra bạch cốt. Đáng sợ nhất là, Lăng Hàn đã vận chuyển bất diệt thiên kinh, nhưng vết thương khôi phục lại rất chậm. Ha 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 ha, triệu luân một chiêu hiển uy, nhất thời cất tiếng cười to, hắn sẽ hủ thực huyết nhục toàn thân Lăng Hàn, sau đó tiêu dung thần thức, triệt để xóa đi tên tình địch này. Trung cực vị dù sao cũng chỉ là trung cực vị hắn khinh bỉ nói, lang Hàn cũng không hoảng loạn, vừa chống đỡ, vừa lãnh đạm nói. Người bất quá là ỉ vào cao hơn ta hai tiểu cảnh giới mà thôi, cùng dai đánh một trận, ta giết ngươi như giết gà vậy. Đáng tiếc, người vĩnh viễn không có cơ hội này, ngày hôm nay ngươi đã định trước phải chết, ai cũng không cứu được ngươi. Triệu Luân lành lạnh nói, công kích gấp hơn, vậy sao, một thanh âm tức giận vang lên, từ đàng xa truyền tới. Bái, bái kiến cửu quận vương, nhất thời, người xung quanh đều quỳ xuống, không người nào có thể ngoại lệ. Coi như là tả hữu tướng, thất đại tướng quân, có thể gặp hoàng không quỳ, vậy cũng phải ôm quyền hành lễ, biểu đạt tôn kính. Gặp cửu vương như gặp chấm, này là thành ý của loạn tinh nữ hoàng. Triệu Luân không thể như triệu đại tướng quân, hắn vội vã ngừng công kích, nửa quỳ xuống. Hồ Phỉ Vân từ trong đám người đi ra, thấy Lăng Hàn bị thương, nhất thời kinh hô một tiếng nói. Lăng Hàn, người bị thương, nàng vừa gọi như thế, thiếu chút nữa hù chết những người khác cửu quận vương cư nhiên quan hệ tốt với lăng hàn như vậy cửu quận vương a này là thân phận gì ngay cả tả hiếu tướng thất đại tướng quân thấy cũng phải cung kính nghe lệnh một trong chín hồng nhân trước mặt nữ hoàng bệ hạ cư nhiên bị lăng hàn câu được giờ khắc này người người đều lộ ra vẻ đố kỵ nếu như lăng hàn thật cưới cửu quận vương mà nói hắn sẽ từ dân đen của tiểu thế giới nhảy vọt long môn ngay cả đại nhân vật như tả hiếu tướng cũng không cách nào so sánh không có gì lăng hàn gật đầu thân thể của triệu luân có chút run, run hắn sao có thể nghĩ đến thời điểm lăng hàn dây dưa với thủy nhạn ngọc còn có thể câu được cửu quận vương đây quả thực không có thiên lý a à. lúc này hồ phỉ vân mới bình tĩnh nói triệu luân người ỷ lớn hiếp nhỏ tính là bản lãnh gì đều nói ngươi là hoàng đô đệ nhất thiên tài tốt ngày hôm nay để bản vương kiến thức một chút di mộc khóa tu vi của hắn của lại để hắn và lăng hàn công bình đánh một trận nàng nhìn một nữ vệ nói vâng người nữ kia vệ không chút do dự xuất thủ nhấn về phía triệu luân Tuy Triệu Luân vừa giận vừa sợ, nhưng một là căn bản không dám nghịch lại cửu quận vương, thứ hai nữ vệ xuất thủ là cao thủ nhật nguyệt cảnh, hơn nữa còn tới trung cực vị, thực lực không biết nghiền ép hắn mấy vạn lần. Không huyền niệm chút nào, hắn bị áp chế ngay lập tức, hai trên ngọn sơn hà xuất hiện thần liên màu đen, bị xanh xanh khóa lại. Cảnh giới của hắn rơi xuống tới trung cực vị, ngang với lăng hàn. Tuy trong học viện có rất nhiều cường giả, nhưng bởi vì cố kỵ triệu đại tướng quân nên đều không xuất thủ, hiện tại cửu quận vương tự mình hạ lệnh, thì ai dám xen vào việc của người khác? Triệu đại tướng quân so với Cửu Quận vương, ai lớn ai nhỏ? Nói giỡn, nếu như Triệu đại tướng quân dám tranh luận với Cửu Quận vương, rất nhanh thất đại tướng quân sẽ biến thành lục đại tướng quân, điểm ấy hoàn toàn không cần hoài nghi. Hiện tại, các ngươi đánh đi." Hồ Phỉ Vân lạnh lùng nói, tựa hồ không mang theo một tia thiên vị. Triệu Luân tự nhiên là tức giận đến gần chết, dân đen của tiểu thế giới này rốt cuộc có ma lực gì, mới chỉ hơn nửa năm, trước sau có nữ nhi của Tả tướng cử quận vương vì hắn xuất đầu, mà tuy thân phận của thủy nhạn ngọc, cổ linh ngọc thấp hơn rất nhiều, nhưng cũng là danh môn khuê tú, mỹ danh lan xa. Cùng giai đánh một trận thì như thế nào, Triệu Luân ta chính là đệ nhất thiên tài nghìn năm qua, ai có thể là đối thủ của ta. Hắn cất tiếng cười to, nhưng lúc này lại không dám có bất kỳ khinh thường nào, hai tay hắn siết chặt, ông, trên tay lập tức có kim quang nỡ rộ. Chương 1022, Tàn kim chiến Phật quyền. Phốc phốc phốc, tay áo của hắn nổ tung này là tuyệt học của triệu đại tướng quân tàn kim chiến phật quyền sao có người lập tức kinh hô đúng vậy một trong các tuyệt học của triệu đại tướng quân truyền thuyết lúc triệu đại tướng quân còn ở nhật nguyệt cảnh đã từng lấy ba thức quyền pháp này đập một gã nhật nguyệt cảnh đại viên mãn thành thịt nát từ nay về sau quyết định địa vị cao thủ tuyệt thế của hắn nhiều năm như vậy triệu đại tướng quân khẳng định để uy lực của tàn kim chiến phật quyền tăng lên rất nhiều lúc này triệu luân động thật rồi này là khẳng định hiện tại cảnh giới của mọi người như nhau Lăng Hàn chính là thiên tài tứ tinh, không động thật không phải là muốn chết sao. Ta làm sao nghe nói, Lăng Hàn ba độ lên đảo, có khả năng đạt tới thiên tài ngũ tinh. Ha ha, thiên tài ngũ tinh đây chẳng qua là tồn tại ở trong truyền thuyết, nào dễ dàng đạt đến như vậy. Lên đảo lần thứ ba quả thực mạnh hơn triệu luân, nhưng nhiều nhất là hơn tứ tinh, tuyệt đối không thể đạt đến ngũ tinh. Ở trong tiếng nghị luận, triệu luân đi nhanh, ép tới Lăng Hàn. Lăng Hàn dùng một tay đặt lên vết thương, Trước đó một trường kia của Triệu Luân mang theo tính ngủ thực mãnh liệt, tiêu kim hóa cốt, có thể ở trong vết thương của hắn tạo thành thần văn, không ngừng tác dụng, ngăn cản hắn khôi phục thương thế. Lang Hàn trước phải thanh trừ những thần văn kia, mới có thể triệt để khôi phục, nhưng những thần văn này dị thường ngoan cố, nguyên lực trào lên không có hiệu quả chút nào. Hiện tại hắn lại không thể vào hắc tháp, mượn lực lượng của hắc tháp khu trục, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Lang Hàn tâm niệm vừa động, phát động thần văn hỏa diễm, kết, thần văn đụng nhau, rất nhanh thần văn dị trùng liền bị thiêu thành cho tàn. Quả nhiên, thời điểm hắn thấy Triệu Luân xuất thủ, che một tầng thần quang như gợn sóng, chắc là công pháp thủy thuộc tính, vừa khéo tương khắc với hỏa thuộc tính, triệt tiêu lẫn nhau. Cùng dai đánh một trận, ta cũng có thể trấn áp ngươi. Triệu Luân vào tới, song quyền đánh ra, tàn kim chiến Phật quyền thức thứ nhất, nhất trọng lãng khởi quyền phong vân. lang Hàn cười ha ha nói, cùng dai đánh một trận ta còn chưa bao giờ gặp đối thủ, người cũng sẽ không ngoại lệ hắn triển khai phúc địa ấn, nghênh đón đối phương. Thình thịch, lần đầu tiên đối oanh, Lăng Hàn đứng ngạo nghễ bất động, nhưng Triệu Luân lại đằng 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 lùi lại vài chục bước, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. T, cùng dai đánh một trận, Triệu Luân lại thật không phải là đối thủ của Lăng Hàn. Toàn trường đều nổ tung, trừ Triệu Luân làm người không nói, thiên phú của hắn đúng là đệ nhất nhân của loạn tinh Hoàng Triều trong gần nghìn năm đến nay, thậm chí biểu hiện ra tiềm lực mạnh hơn, tương lai có cơ hội trở thành cường giả tinh thần cảnh nhưng nhân vật như vậy, cư nhiên ở cùng giai đối kháng rơi vào hạ phong. Lăng Hàn này, lực lượng của hắn tuyệt không chỉ trung cực vị sơ kỳ đơn giản như vậy, phỏng chừng đã đạt đến đỉnh phong. Không sai, bộ trưởng Pháp của hắn vô cùng phổ thông, lại có thể bộc phát ra chiến lực đáng sợ như vậy, chỉ có thể bởi vì lực lượng của hắn vượt xa cảnh giới, mà đền bù chiến lực. T. Chiếu nói như vậy, nếu cho hắn tu luyện bí pháp cao cấp, chiến lực của hắn còn mạnh hơn nữa. Sẽ thành thiên tài ngô tinh, tất cả mọi người kinh hô, lẽ nào bọn họ thật muốn chứng kiến một thiên tài ngũ tinh xuất thế sao? Ghê tởm, ghê tởm, triệu luân hét lớn một tiếng, ngóc đầu trở lại, tàn kim chiến Phật quyền thức thứ hai, tam trọng lãng khởi định gian Sơn. Oanh, uy lực của một quyền này nhất thời tăng vọt gấp ba. Lang Hàn vẫn dùng phúc địa ấn, hai người vận chuyển đều là công pháp kim thuộc tính, kim quang đan vào, bọn họ như biến thành chiến thần, nhưng sau một kích đối oanh, hai người đồng thời lui về phía sau. Cân sức ngang tài, ha 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 triệu luân cười to thực lực của ngươi không gì hơn cái này ta còn có thức thứ ba uy lực mạnh hơn chưa thi triển lăng hàn cười nhạt nói ngươi tự mình cảm giác quá tốt cũng quá lừa mình dối người ai nói thực lực của ta chỉ như vậy phải không triệu luân lần thứ hai giết lại vẫn là thức thứ hai của tàn kim chiến phật quyền hai người đối oanh kim quang đan vào cường đại không gì sánh được có rất ít người chú ý tới sau mỗi một lần đối oanh trong ánh mắt triệu luân sẽ nhiều hơn một tia kim sắc thẳng đến hơn 10 kích sau, hai mắt của hắn đã hoàn toàn biến thành kim sắc. Tàn kim chiến Phật quyền thức thứ ba, cửu trọng lãng khởi xuyên nhật nguyệt. Hắn hét lớn một tiếng, thân hình kịch liệt bành trướng, hóa thành cự nhân chừng ba trượng, đánh ra một quyền mạnh nhất, tăng chiến lực của hắn lên 9 lần. Cũng không phải lúc trước hắn thủ hạ lưu tình, mà là thức thứ ba bạo phát cần điều kiện thể phách đồng thời theo sau, bởi vậy hắn trước phải tiến nhập trạng thái kim thân ba trượng, mà này, cần thời gian. Chỉ khi nào hoàn thành chuyển hóa kim thân, thì một kích này long trời lở đất. Oanh, nắm tay to lớn từ bầu trời đập xuống, không có một tia hoa xảo, hoàn toàn là bạo lực nghiền ép. Lăng Hàn vẫn vỗ ra một trường, chỉ vận chuyển phúc địa ấn mà thôi. Thình thịch, quyền trường va chạm, lớn nhỏ hoàn toàn không thể so sánh, nắm tay kim sắc một đường nghiền ép, bước Lăng Hàn không ngừng lui về phía sau, nếu không phải thạch đầu nơi này vô cùng kiên cố, thì trên đất nhất định sẽ có vô số dấu chân. Ha 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 ha. Triệu Luân cười to, Quơ hai cử quyền điên cuồng đập tới Lăng Hàn. Tàn Kim Chiến Phật Quyền có tất cả ba thức, nhưng không phải bất đồng trên chiêu thuật, mà là pháp môn dùng lực. Thức thứ ba tiêu hao rất lớn, hơn nữa có tác dụng phụ, dù sao cũng phải bộc phát ra chiến lực gấp 9 lần a, nhưng ở trong quá trình bạo phát, vậy đơn giản chính là thần cản giết thần, Phật ngăn giết Phật. Cùng cảnh giới, ai có thể địch nổi? Dám cùng ta tranh đệ nhất thiên tài tên, ngươi còn kém xa lắm. Triệu Luân cười ha ha lúc này hắn có kim thân ba trược, phát ra thanh âm như hoàng trung đại lữ, đinh tai nhức óc. Song quyền của hắn oanh liên tục, phảng phất như hàng loạt mũi tên, một quyền tiếp một quyền, phảng phất như không bao giờ dừng lại. Tất cả mọi người sợ hãi, không hổ là nghìn năm đệ nhất thiên tài, đây thật là quá uy mãnh, cùng cảnh giới đánh một trận, coi như là trung cực vị đỉnh phong, lại có mấy người có thể khiêng được cuồng oanh loạn tạc như vậy. Lăng Hàn hừ một tiếng, phát động thần văn trọng lực, chương 1023, tranh đệ nhất thiên tài. Triệu Luân như dính vùng lầy, một cước bước ra, chân sau không lên nổi, cả người lảo đảo. Thần văn trọng lực, Triệu Luân hừ một tiếng, hắn từng dùng sơn hà thạch trọng lực, tự nhiên biết này là chuyện gì xảy ra. Hắn đồng dạng phát động thần văn trọng lực, trung hòa trọng lực, tiếp đó ngưng tụ cử quyền kim sắc, đánh về phía lăng hàn. Ung um ung, um, một quyền này thật là đáng sợ, đè ép đến hư không tầng tầng rung động. Lăng hàn không sợ, đánh ra thất sát chấn hồn thuật triệu luân cảm thấy trong đầu như đâm cây kim đau đến hắn muốn rên rỉ kinh nghiệm của hắn phong phú không gì sánh được lập tức ý thức được mình trúng tinh thần trùng kích của lăng hàn vội vã ổn định thần thức nhưng chỉ nháy mắt như thế nắm tay hắn đánh ra nhất thời mất đi chính xác bị lăng hàn nhân cơ hội bắt lại ném ra ngoài thình thịch hình thể hắn lớn nên rơi cũng nặng nặng nề va chạm với mặt đất chấn đến sắc mặt hắn xấu xí phun ra một búng máu Triệu Luân bị thương, cùng cảnh giới đánh một trận, lại có người để Triệu Luân bị thương. Đây tuyệt đối là một tin tức lớn siêu cấp, Triệu Luân vẫn là đại danh từ cùng giai vô địch, nhưng bây giờ lại bị đánh cho thổ huyết, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thì ai có thể tin tưởng. a à, Triệu Luân giống giận, trên người có từng huyết quản nổi lên, như mấy trăm con kim xà, tản mát ra khí tức dữ tợn. Hai tay hắn vỗ mặt đất, cả người bắn ra, lại lướt về phía lăng hàn. Oanh, một quyền trào lên, phảng phất như một tòa thần sơn đè ép lại nói cùng giai đánh một trận ta một tay là có thể chấn áp ngươi lăng hàn chắp tay trái ra sau lưng tay phải hóa trưởng nhấn tới triệu luân nhưng đây không phải trọng điểm thất sát chấn hồn thuật đánh ra trùng kích tinh thần của triệu luân thần linh tu linh hồn trước đó tuy lăng hàn lấy sơn hà thạch tăng lực lượng lên tới thần cảnh nhưng bởi vì bản thân không có lĩnh ngộ cảnh giới tương ứng thần hồn thật ra vẫn dừng lại tại chỗ chỉ là sau khi uống luân hồi trà thần hồn của hắn mạnh hơn phá hư cảnh thông thường, lại lấy bất diệt thiên kinh đệ nhị trọng rèn luyện, thần thức của hắn không chỉ cường đại, hơn nữa vững chắc không gì sánh được, không kém sơn hà cảnh bình thường chút nào. khi hắn chân chính nhảy vào sơn hà cảnh, cường độ thần hồn tự nhiên cũng được đề thăng, vượt xa trung cực vị bình thường, tuyệt đối có thể sánh bằng đại cực vị, thậm chí đại viên mãn. nên dù cho triệu luân có thần thức đại viên mãn cũng không thể đỡ tinh thần của hắn trùng kích, không ngừng chúng chiêu, tuy mỗi lần chỉ bị ảnh hưởng một chút nhưng cao thủ so chiêu chút ảnh hưởng này đủ để quyết định thắng bại thình thịch thình thịch thình thịch tuy lực lượng từng quyền của triệu luân rất mạnh nhưng mỗi một quyền đều đánh không trúng người như vậy có ý nghĩa gì hắn hoặc là bị lăng hàn trùng kích đau nhức hoặc không ngừng bị trưởng kích loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng kim thân của hắn phát sinh tiếng vang thanh thúy như thân thể thật biến thành kim trúc ai có thể nghĩ tới đệ nhất thiên tài triệu luân mới đầu còn có thể bình thủ kế tiếp liền biến thành chịu đòn nghiêng về một phía Triệu Luân giận không kiềm được, trước mắt bao người, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Chợt ánh mắt của hắn phát lạnh, nhất thời, trong thân thể hắn tản mát ra một cổ khí thế cường đại, cổ xưa không gì sánh được, lại tràn đầy uy nghiêm. Quốc thế, rất nhiều người đều thốt ra, trước đây không lâu, Triệu Luân vừa được nữ hoàng bệ hạ sắc phong, trở thành thất phẩm vũ tướng, có thể tuyên chuyển quốc thế. Tuy hắn vận dụng quốc thế không thể so sánh với tả tướng, thất đại tướng. Nhưng cảnh giới của hắn thấp, vậy có thể tăng lên bao nhiêu đây? Dưới quốc thế gia trì, triệu luân quét hết xu hướng suy tàn, kim thân toát ra quang mang, thậm chí càng thêm nóng lánh. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch, hắn thừa cơ phản kích, đánh cho Lăng Hàn từng bước lui về phía sau. Lăng Hàn hơi có chút kinh ngạc, đối phương ở dưới quốc thế gia trì, ngay cả thần hồn cũng được bảo trì, thất sát chấn hồn thuật đánh tới bị bắn trở về, hoàn toàn không có tác dụng. Chết đi, hai mắt của triệu luân đỏ bừng, thân ảnh cao lớn như một bóng ma. Lăng Hàn cười nhạt nói, chỉ bất quá tăng lên một tinh chiến lực, lại có quốc thế thủ hộ thần hồn, cũng không phải kim cương bất hoại, có gì đắc ý chứ. Hắn giật lại cự ly, lấy thân làm cung, lấy nguyên lực làm tiến, bắn ra một mũi tên. Triệu Luân kinh hãi, trước đó Bạch Nguyên Tư chính là bị một mũi tên này miểu sát, tuy hiện tại uy lực của mũi tên này yếu hơn rất nhiều, nhưng thực lực của hắn cũng đồng dạng giảm xuống, vạn lần không thể khinh thường. Hắn miễn cưỡng giơ tay lên, phốc, mũi tên này bắn vào cánh tay hắn, dù kim thân thì như thế nào vẫn bị một mũi tên xuyên thủng lúc này mũi tên hóa thành nguyên lực lấm tấm tiêu tán không thấy tiên huyết tràn ra vẻ mặt của triệu luân xanh đen hắn lấy quốc thế gia trì vốn tưởng rằng nắm chắc thắng lợi không nghĩ tới lang hàn lập tức cho hắn một cái tát vang dội đây không phải tiến thức trung cực lang hàn bắn ra một mũi tên không có mất đi lực lượng hắn lập tức kéo cung bắn ra mũi tên thứ hai phốc đăng, phốc đăng lang hàn mỗi bắn một mũi tên triệu luân liền lùi lại một bước trên người có vô số lỗ thủng kim thân thì như thế nào căn bản đỡ không được diệt long tinh thần tiễn a à, triệu luân giống giận trong nháy mắt kim quang trên người tán đi mà hắn cũng từ cự nhân cao ba trượng biến thành người thường tuy kim thân ba trượng để chiến lực của hắn tăng gấp 9 lần nhưng đồng dạng để hắn thành một mục tiêu sống càng dễ lọt vào công kích của lăng hàn lẽ nào triệu luân muốn đầu hàng để ngươi kiến thức thực lực chân chính của ta một chút triệu luân lành lạnh nói tay phải lộ ra hóa thành hình thái nước chảy, đen kịt như mực. Trong lòng Lăng Hàn dùng mình, chính là cổ khí thức này, trước đó Triệu Luân công kích để thể phách của hắn bị xé mở, huyết nhục căn bản không thể ngăn cản, trực tiếp ăn mòn đến thần cốt mới bị ngăn trở. Chẳng lẽ cái này chính là cổ công mà Triệu Luân khổ tu sao? Trong lòng hắn nghĩ, nhưng động tác trong tay không chậm, lại bắn ra một mũi tên. Triệu Luân không né không tránh, cuồng sông về phía Lăng Hàn. Phốc, tên nguyên lực bắn đến trên người Triệu Luân, chuyện quỷ dị xuất hiện, chỉ thấy thân thể của triệu luân hóa thành dịch thể, như không chịu lực, hơi hé ra, mũi tên trực tiếp nhập vào cơ thể mà qua. Mà thân thể hé ra lại tự động dung hợp, như gợn nước, thần binh cường đại hơn nữa cũng có thể chém rách nước sao. chương 1024, Hủ Thủy Tam Thiên Vèo, triệu luân đã cấp tốc đến, một quyền đập tới Lăng Hàn. Lăng Hàn đưa tay chống đỡ, nhưng hắn lập tức kinh ngạc phát hiện, cánh tay của triệu luân lại biến thành nước chảy, phá tan công kích, đánh xuống ngực của hắn. Oanh, hắn lập tức bị đánh bay lên quay ba vòng mới rơi xuống đất cúi đầu nhìn ngược hiện ra ăn mòn có thể thấy được bạch cốt âm u quả nhiên chính là công kích này ha 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 một chiêu thấy hiệu quả triệu luân cười to lần thứ hai vung quyền liên kích đây chính là cổ công hắn tu luyện tên hủ thủy tam thiên trước đó hắn vẫn đứng ở dưới thác nước chính là đang quan sát quy tắc nước chảy từ đó nắm giữ môn cổ công này bây giờ dùng giết địch uy lực quả nhiên lớn kinh người trong khoảng thời gian ngắn lăng hàn không có thủ đoạn ứng đối chỉ có không ngừng lui triệu luân tuyệt không đơn giản hóa thân thành chất lỏng bằng không lấy uy mãnh của sơn hà cảnh thì một con sông lớn cũng bị đánh thành ngàn tỷ giọt nước vậy triệu luân liền tan xương nát thịt hiện tại triệu luân phát huy nhu tính của nước đến cực hạn hoàn toàn không chịu lực vậy mặc cho lực lượng ngươi ngập trời có thể thương tổn được ta mảy may sao ha 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 đây mới thực sự là lực lượng triệu luân cười lớn một quyền tiếp đón một quyền ở dưới quốc thế gia trì, hắn cao hơn lăng hàn một tiểu cảnh giới nhỏ, hơn nữa quốc thế còn có hiệu quả bảo vệ thần thức. Hiện tại hủ thủy tam thiên của hắn có thể tạo thành uy hiếp với thể phách của lăng hàn, nghĩ như thế nào hắn cũng chắc chắn thắng. Đánh nhau cùng cấp, ta mới là vô địch, nghe triệu luân kêu gào, sắc mặt sa nguyên lộ ra vẻ không phục, nhưng hắn không thể không thừa nhận, đánh nhau cùng cấp xác thực không phải đối thủ của triệu luân, trước đây đánh không lại, hiện tại càng đánh không lại. Cổ công hóa thân nước chảy, tràn ngập lực ăn mòn kia thực sự là quá đáng sợ. Hóa thành nước thối cho ta, Triệu Luân cười to, hai mắt tỏa ra hàn quang điên cuồng. Lại bị Lăng Hàn bước đến một bước này, sớm thể hiện ra cổ công, đây để hắn vô cùng khó chịu. Đây là đại chiêu ép đáy hòm của hắn, sau này dùng để trấn áp cường địch, hiện tại sớm lộ ra ngoài, nhất định sẽ bị người nhầm vào, tìm kiếm cách đối kháng. Ý niệm trong lòng Lăng Hàn thay đổi thật nhanh, trước hắn lấy thần văn hỏa diễm tiêu trừ nước độc, vậy sao không thể dùng đến khắc chế đối phương? Hắn là người chủ nghĩa thực dụng, một mũi tên ngưng tụ, hắn vận chuyển thần văn hỏa diễm, veo, mũi tên nguyên lực bắn ra, trên mũi tên nguyên bản màu trắng xuất hiện một màu đỏ nhợt nhạt. Triệu Luân không sợ, ngay cả chặn cũng không, muốn dở lại cho cũ, để mũi tên nhập vào cơ thể mà qua. Phốc, mũi tên bắn tới, không có chút hồi hộp nào mà bắn vào vai trái của hắn, nhưng không như hắn dự liệu, mũi tên không tạo thành bất cứ thương tổn gì liền bắn ra, Ngược lại, sắc mặt của hắn đột nhiên kinh biến, lộ ra vẻ thống khổ. Bả vai của hắn bốc lên khói đen, mơ hồ có vị thịt nướng. Triệu Luân lảo đảo trở ra, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ không thể tin tưởng. Lăng Hàn lại phá hủ thủy tam thiên của hắn, sao có thể có chuyện đó? Đừng tưởng rằng hỏa là có thể khắc nước, nếu như hủ thủy tam thiên tùy tùy tiện tiện bị ngọn lửa khắc chế, vậy hắn còn cần phí thời gian dài như vậy đi tu luyện sao? Thủy độc không sợ hỏa diễm, chỉ ít lấy hắn biết, muốn khắc chế hắn, chỉ có lực lượng của đối phương hoàn toàn nghiền ép, một đòn liền để thân thể của hắn đổ nát, trọng thương hắn mới có thể làm cho hủ thủy tam thiên ngừng vận chuyển. Lực lượng của Lăng Hàn Tuyệt không có mạnh như vậy, vậy chỉ có một nguyên nhân, chất lượng hỏa diếm của đối phương cao đến đáng sợ, thậm chí không thua hủ thủy tam thiên của hắn mới có thể lấy hỏa khắc thủy. Đây là công pháp gì? Hắn không nhịn được hỏi, cực kỳ đố kỵ. Phải biết hắn bỏ ra mấy chục năm mới tu thành môn công pháp này, nhưng đối phương tới Sơn Hà Cảnh không đủ một năm, liền có thể tu ra một môn bí pháp đối kháng cổ công của hắn, để hắn làm sao chịu nổi. Chuyện này quả thật quá đả kích hắn, Lăng Hàn Nha một hồi, nói, không phải công pháp gì, chỉ là từ trong hỏa diễm quật được Sơn Hà Thạch hỏa diễm, sau khi luyện hóa liền nắm giữ thần văn hỏa diễm, không nghĩ tới vừa vặn khắc chế ngươi. Triệu Luân trợn mắt ngoác mồm, lại đơn giản như vậy, đối phương căn bản không có tu bí pháp gì, chỉ luyện hóa mấy khối Sơn Hà Thạch. Hắn thật muốn khóc, nhưng hắn lập tức nghĩ đến hiệu quả của Sơn Hà Thạch trọng lực, hiệu quả cực kỳ kinh người mà lang hàn được tất nhiên là sơn hà thạch thuộc tính đặc biệt giao cho đối phương thần văn hỏa diễm đáng ghét đáng ghét đáng ghét hắn thầm mắng liên tục thần văn hỏa diễm thật có uy năng mạnh mẽ như vậy sao phải biết hắn cũng từng chiếm được một khối sơn hà thạch hỏa diễm tuy không phải hắn tự tay được mà là thông qua đấu giá mua nhưng thần văn hỏa diễm tuyệt đối không có cách nào đối kháng hủ thủy tam thiên trừ khi triệu luân bỗng nhiên nói ngươi đến tột cùng được mấy khối sơn hà thạch hỏa diễm không nhiều, mới bảy khối mà thôi. Lang Hàn vừa nói vừa phóng về phía Triệu Luân, hiện tại biết làm sao khắc chế hủ thủy tam thiên, Triệu Luân ở trong mắt hắn còn có uy hiếp gì. Oanh oanh oanh, nắm đấm của hắn bao bọc thần văn hỏa diễm, đây so với gia trì lên mũi tên nguyên lực thì đơn giản hơn nhiều, bảy đạo thần văn cùng nhau phát sáng, trên quả đấm của hắn thiêu đốt hỏa diễm, chỉ một quyền Triệu Luân liền thổ huyết liên tục. Bảy khối, con người của Triệu Luân muốn trừng ra, Sơn Hà Sơn đặc thù quý giá bực nào. Thiên tài như hắn, cũng chỉ có thể lên đảo hai lần, được hai khối sơn hà thạch trọng lực mà thôi, ngươi lại được bảy khối, chuyện này quả thật là quái vật. Cái này thành cọng rơm cuối cùng ép vỡ lạc đà, để chiến ý của hắn tan vỡ, mà trước hắn trúng nhiều mũi tên như vậy lại há là đánh vào thân cầu. Hắn lại không có thể phách mạnh mẽ như lăng hàn, chỉ dựa vào nguyên lực áp chế cưỡng ép mà thôi. Nhưng vừa muốn tạo ra kim thân ba trượng, lại muốn áp chế thương thế, đây là áp lực cỡ nào. Hiện tại chiến ý tan vỡ, nhất thời không chịu được nữa, Oanh, hắn bị Lăng Hàn bạo đánh, đây thực sự là binh bại như núi, khó có thể cứu vãn được nữa. Cho người hung hăng, cho người bá đạo, Lăng Hàn xem Triệu Luân là bao cát, không ngừng oanh kích. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Đến A, à, chỉ là ỷ vào cảnh giới cao, ra thế ức hiếp người mà thôi, người khác những tên nhị thế tổ phế vật ở chỗ nào? Trường 1025, không thể quá cao điệu. Cái gì thiên tài số một, chó má? Lăng Hàn càng nói càng giận, đem phẫn nộ hóa thành nắm đấm, không ngừng nện ở trên người Triệu Luân. Ngươi đủ chưa? Triệu Luân quá to, hắn là con trai độc nhất của Triệu Đại tướng quân, chưa từng bị nhục nhã qua như vậy. Vậy thì không chịu được, Lăng Hàn giơ chân lên, muốn dẫm mặt của Triệu Luân. Tất cả mọi người sợ đến đình chỉ hô hấp, nếu như một cước này dẫm xuống, vậy liền kết thành đại thù không chết không thôi. Nhưng suy nghĩ một chút, Triệu Luân đã nói rõ muốn giết Lăng Hàn, tựa hồ cũng không có gì đáng sợ. Ngươi, ngươi dám? Nhưng Triệu Luân lại sợ đến sắc mặt trắng bệch bị người dẫm mặt ở trước mặt mọi người hắn còn có mặt mũi gặp người sao chân lang hàn ngừng lại tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm nếu như một cước này đạp xuống nói không chắc triệu luân sẽ phát điên diệt khẩu tất cả bọn họ toàn thân triệu luân như bị tê liệt chiến bại đã đủ mất thể diệt nếu như còn bị đạp mặt mà nói sau này hắn làm sao gặp người đạp người quá phách lối không hợp hình tượng khiêm tốn của ta lang hàn lẩm bẩm triệu luân thiếu chút nữa tức chết người còn khiêm tốn Câu nữ nhi của tả tướng, còn có cửu quận vương, đoạt nữ nhân của mình, người đã phách lối như vậy, còn muốn làm người khiêm tốn. Chỉ là Lăng Hàn không đạp mặt hắn, hắn lại không dám đi chủ động kích thích Lăng Hàn, bằng không thật sẽ hối hận không kịp. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, cưỡi giày ra nói, bất quá nếu quất mặt, sẽ không phách lối rồi. Toàn thân triệu luân nổi ra gà, sợ đến đổ mồ hôi lạnh nói. Ngươi, ngươi không nên quá mức, ta chính là triệu luân. Triệu luân, luân em gái ngươi, ba, Lăng Hàn quất tới một giây, đánh cho kết kết thật thật, ở mặt trên Triệu Luân lập tức lưu lại một vết chân rõ ràng. Ngươi không phải rất cuồng sao? Ngươi không phải là muốn người khác làm chó cho ngươi sao? Ngày hôm nay, ta dạy ngươi làm người như thế nào? Vật gì vậy, ỷ có chút quyền thế, có chút địa vị, có chút thực lực liền hoành hành, may mà ngươi vẫn chỉ là con của đại tướng quân, nếu ngày nào đó cho ngươi làm hoàng đế, vậy ngươi còn không phải bay lên trời. Lăng Hàn nói một câu liền quất một phát, rất nhanh trên mặt Triệu Luân đã hiện đầy vết dày. Mọi người bốn phía đều hít một hơi khí lạnh, tiếp đó há miệng thật to, mục trừng khẩu ngốc. Đường đường con trai độc nhất của Triệu Đại Tướng Quân, cư nhiên bị người cầm giày quất mặt, này là nhục nhã như thế nào? Vạn nhất Triệu Đại Tướng Quân nổi giận thì sao? Thật muốn giết Lăng Hàn mà nói, lẽ nào nữ hoàng bệ hạ còn có thể chém Triệu Đại Tướng Quân sao? Lăng Hàn chỉ là Lăng Hàn, một thổ dân ở tiểu thế giới, có thể so với Triệu Đại Tướng Quân sao? Ba ba ba, ba thanh âm quất mặt không ngừng vang lên, nhưng chỉ rút hơn 20 cái, ba, giày trong tay lăng hàn đứt thành hai đoạn. Di, ra mặt đủ giày A, à, thảo nào làm người làm việc lớn lối bá đạo như vậy. Lăng hàn tiện tay vứt đi, cởi cả chiếc cũ ném luôn, tiếp đó lấy ra một đôi giày mới thay. Luân em gái ngươi, ngươi làm hư một chiếc giày của ta, bồi thường thế nào đây? Lăng hàn dương lên một chiếc giày khác, làm bộ muốn đánh. Chúng nhân kinh ngạc đến ngây người, rõ ràng là chính ngươi quất gấy hiện tại ở trong lòng Triệu Luân khẳng định có một vạn con kiến chạy qua, người lại còn muốn người bồi thường, không nên bá đạo như vậy a. À. Nhưng suy nghĩ lại một chút, trước đó Triệu Luân kiêu ngạo cỡ nào, rõ ràng Lăng Hàn cùng Bạch Nguyên Tư là sinh tử đấu, hắn cũng không coi viện quy, muốn xuất thủ đả thương người, nếu không phải thể phách của Lăng Hàn mạnh mẽ, thì đã sớm chết 800 lần. Mà nếu không có cửu quận vương chạy đến đúng lúc, Lăng Hàn sao có cơ hội xoay người. Tượng đất cũng có ba phần hỏa khí A, Lăng Hàn, người thật quá mức. Triệu Luân trợn mắt nói, giày của Lăng Hàn cố nhiên quất hư, nhưng mặt của hắn cũng không tốt hơn bao nhiêu a. À. Quá mức sao, ba, Lăng Hàn lại quất tới, cười nói, nơi nào quá mức, có quá mức bằng ngươi sao, ngươi chờ, ta nhất định sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Triệu Luân cắn răng nói, thực lực chân chính của hắn không biết nghiền ép Lăng Hàn bao nhiêu lần, nhưng bất đắc dĩ đối phương có cửu quận vương che chở, hiện tại cùng giai đánh một trận, hắn cư nhiên bị áp chế hoàn toàn. Ngu ngốc, xem ra ngươi còn không có học ngoan, Lăng hàn ba 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 quất liên tục đánh cho triệu luân bán sống bán chết. Có nên đi ra ngoài khuyên can hay không? vài trưởng lão của học viện lại đang xì xào bàn tán. Nhưng cử quận vương không mở miệng. Có chỗ chúng ta nói chuyện sao? Ách, triệu luân ở học viện bị nhục nhã, triệu đại tướng quân nhất định sẽ trách mắng. Nhưng vấn đề là cử quận vương lớn hơn nữa a, à, nàng không có mở miệng, ai có thể ra khuyên can? Lời nói khó nghe, là dù triệu đại tướng quân tới cầu tình, cử quận vương có đáp ứng hay không còn phải xem tâm tình. Những trưởng lão này hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy thực sự là trong ngoại không chịu người. Sớm biết như thế, hẳn là trước tiên ra ngăn cản, nhưng ai bảo bọn họ muốn cho Lăng Hàn và Triệu Luân chịu chút thống khổ, cho chút dạy dỗ, muốn xem trò hay một chút lại ra khuyên. Kết quả, sự tình phát triển đến bây giờ hoàn toàn vượt qua năng lực khống chế của bọn họ. Triệu Luân biết cầu tình vô dụng, chỉ hung hăng nhìn chằm chằm Lăng Hàn, chỉ cần vừa được tự do, vừa được tự do. Lăng Hàn nhìn ở trong mắt, cười nói, người có phải đang suy nghĩ, chỉ cần được tự do sẽ liều lĩnh giết ta hay không không đợi triệu luân trả lời hắn liền quất tới một giày luân em gái ngươi nghĩ hay lắm lang hàn không nên chấp nhặt với hắn đi với ta gặp tỷ tỷ không bệ hạ hồ phỉ vân cuối cùng mở miệng được rồi a à, triệu luân bị quất đủ nhiều rồi lại còn quất nữa phỏng chừng máu cũng phun ra bệ hạ muốn gặp ta lang hàn sửng sốt một chút nữ hoàng bệ hạ một ngày trăm công nghìn việc tại sao có thể rảnh rỗi triệu kiến hắn lần thứ nhất là sau Tam Quốc tranh phách, đây chính là lần thứ hai hồi. Trong vòng nửa năm ngắn ngủi, liên tiếp được nữ hoàng đại nhân triệu kiến, này là thánh quyến bực nào. Tất cả mọi người lau mồ hôi lạnh, thầm nghĩ cử quận vương rõ ràng mang thánh ý mà đến, lại kéo lâu như vậy mới nói, này đổi thành người khác, sớm đã bị xử tử một vạn lần. Nhưng này đặt ở trên người cử quận vương, lại không ai dám đi đâm thọc. Nói giỡn, người ta và nữ hoàng bệ hạ tỉ muội tương xứng, ai dám đi gây xích mích ly gián chương 1026, tiền đặt cược tới tay. Vậy được, đi thôi. Lăng Hàn tiện tay ném giày đi, quay đầu nhìn Triệu Luân cười cười. Luân em gái ngươi, lần sau trở lại đánh ngươi. Dưới mọi người chú mục, hắn cùng với cửu quận vương nghênh ngang mà đi. a à, Triệu Luân phát sinh tiếng hô kinh thiên, một trận chiến này hắn thực sự là uy danh quét rác không mặt mũi gặp người. Thân hình hắn bắn lên, hưu, trong nháy mắt đã tiêu thất vô tung. Chúng nhân hai mặt nhìn nhau, Vừa hưng phấn vừa hiếu kỳ, Triệu Luân chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, mà Lăng Hàn đã có cửu quận vương chỗ dựa, cho Triệu Luân mấy lá gan cũng không dám vận dụng lực lượng của tướng quân phủ gây bất lợi cho hắn. Sự tình sẽ diễn biến như thế nào, Lăng Hàn cũng không để ý đến nhiều như vậy, theo cửu quận vương một đường đi tới cửa hoàng cung, nhưng cửu quận vương lôi hắn đi một vòng, qua cửa mà không nhập, trực tiếp dẹp đường quay về. "Di, không phải bệ hạ Triệu Kiến sao?" Lăng Hàn kỳ quái hỏi. "Hi hi, đó là ta nói lung tung." chính là để người khác biết, người bây giờ chính là người bệ hạ quan tâm, để người không dám gây bất lợi cho ngươi. Cửu quận vương cho hắn một đáp án như thế, Lăng Hàn vừa cảm động vừa buồn cười, cửu quận vương vì cho hắn một tấm bùa hộ mệnh, cư nhiên giả truyền thành ý, phỏng chừng cũng chỉ có nàng mới dám làm như thế. Bất quá, cô nàng này có chút ngốc, bằng tấm chiêu bài của nàng kỳ thực đã có thể chấn áp bọn đạo trích, căn bản không cần tấm ra hổ kia. À. Muốn nói cửu quận vương lá gan lớn, thì chỉ con chuột cũng có thể dọa nàng thét chói tai, nhưng muốn nói nàng nhát gan, lại ngay cả giả truyền thánh chỉ cũng làm được. Mà ở Lăng Hàn xem ra, nàng chẳng qua là một tiểu cô nương tịch mịch mà thôi. Chính là tịch mịch, đừng nhìn nàng thân là cửu vương, quyền cao chức trọng, còn có một nữ hoàng bệ hạ coi nàng là nghịch lân bảo hộ. Kỳ thực nàng rất cô đơn, không có bạn chơi cùng lứa, bát phương khác và loạn tinh nữ hoàng đều cả ngày vội vàng tu luyện, căn bản không có thời gian chơi với nàng, mà thị vệ bên người nàng từng cái cung kính nghe lời răm rắc căn bản không có thể trở thành bằng hữu của nàng cho nên lăng hàn gặp nàng không quỳ ngược lại được nàng khích lệ là vẫn là lăng hàn có cốt khí bởi vì nàng gặp quá nhiều người quỳ trước nàng đây cũng là vì sao thủy nhạn ngọc có thể rất nhanh hòa mình với nàng bởi vì nàng khát vọng một khuê mật cùng lứa ở dưới cửu quận vương làm bạn lăng hàn hảo hảo du chơi hoàng đô một vòng thẳng đến mặt trời lặn cửu quận vương mới không nỡ thả hắn rời đi lăng hàn trở lại học viện chỉ thấy lệ vi vi cùng quý vân nhi đều đã tới hai nữ đều không cầm được vẻ kích động gặp các người cười đến miệng muốn lệch ra xem ra là lấy được tiền đánh cuộc rồi lang hàn cười nói hắc hắc bản tiểu thư đi đòi nợ bọn họ nào dám không cho lệ vi vi dương dương đắc ý lấy ra một tấm thẻ màu đen ném cho lăng hàn đây là thẻ chân nguyên thạch do đế quốc phát hành tùy thời có thể đi tiền trang của đế quốc hối đoái ra chân nguyên thạch rất thuận tiện lăng hàn gật đầu 4 triệu chân nguyên thạch cũng không phải là một con số nhỏ, phỏng trừng trong tiền trang của đế quốc cũng chưa chắc có con số này. Hắn cũng là hoàng đế, biết rõ cái tiền hư cấu này cực kỳ thuận tiện, lại có thể thu vô số lợi nhuận. Phần lớn thời điểm, chân nguyên thạch chỉ làm như một loại đồng tiền mạnh, trở thành tiền mà thôi, có bối cảnh quốc gia chống đỡ, tự nhiên có thể phát hành số lớn. Cũng khó trách lệ vi vi và quý vân nhi kích động không gì sánh được, các nàng chỉ đầu nhập vào 3.000 chân nguyên thạch mà thôi, nhưng trước lật gấp 10, lại lật gấp trăm lần mỗi người đều có ba triệu trên thực tế ba nghìn chân nguyên thạch cũng đã là một của cải không nhỏ lúc hai nữ móc ra rất thịt đau như vậy bây giờ có ba triệu các nàng tự nhiên sướng đến phát rồ lang hàn cũng rất kích động chỉ là làm ăn như vậy chỉ có thể làm một lần a à, đã biết hắn yêu nghiệt ngày sau sòng bạc nào dám khai ra tỷ số bồi cách xù như vậy hắn âm thầm vật đầu lần sau muốn kiếm tiền vẫn phải trở lại đan đạo hiện tại hắn có đầy đủ tiền vốn có thể cầm đi tiêu xài ở luyện đan, nếu không thì không luyện mấy lô hắn sẽ nghèo rất mồng tơi. Đúng rồi, nghe nói còn có một người áp người thắng, lại thêm số trên tay chúng ta, không sai biệt lắm làm cho đổ trang phun ra toàn bộ tiền đặt cược ăn vào, một phân tiền cũng không có kiếm được. Lệ vi vi cười ha ha, lang hàn kinh ngạc, lại còn có người xem trọng mình, là ai nhỉ? Trong lòng của hắn lập tức hiện ra một khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng rồi lại xinh đẹp, hẳn là chỉ có thủy nhạn ngọc mới biết rõ hắn yêu nghiệt, cũng chỉ có nàng mới có thể giúp đỡ mình. Ta cho ngươi một thiệp mời đấu giá hội, thời gian là ba ngày sau, đừng bỏ lỡ. lệ Vi Vi đưa qua một tấm thiệp mời, Lang Hàn tiếp nhận, gật đầu nói, ta nhất định sẽ đến đúng giờ. lúc này lệ Vi Vi mới hài lòng cười cười, cùng quý Vân Nhi rời đi. bởi vì phát bút tiền của phi nghĩa, bọn họ tự nhiên không thèm bán thức ăn nữa, hai nữ chỉ hỏi hắn chút nguyên liệu nấu ăn cho mình, thứ này ai ăn xong đều sẽ hiền. hai nữ đi không lâu sau, Thủy Nhạn Ngọc lại tới. Lão bà, rốt cuộc nhớ tới thăm phu quân của mình rồi hả? Lăng Hàn cười nói, ai, ai là lão bà của ngươi? Thủy Nhạn Ngọc lập tức mắc cửa đỏ bừng, hung hăng liếc hắn một cái. Sách, chính là da mặt mỏng, bất quá ta thích. Lăng Hàn đi tới, cùng Thủy Nhạn Ngọc hầu như dán chặt lại với nhau. Thủy Nhạn Ngọc không thể làm gì khác hơn là lui, nhưng nàng lui, Lăng Hàn liền tới, làm cho nàng rất nhanh thì dính vào góc nhà, không có đường lui, khuôn mặt nàng đỏ bừng nói. Ngươi muốn làm gì, muốn làm lang hàn gật đầu cả người đè lên thân thể mềm mại của thủy nhạn ngọc làm cho thân thể của đối phương lập tức căng thẳng có vẻ vô cùng khẩn trương mới đầu thủy nhạn ngọc còn không có minh bạch hắn nói cái gì nghĩ lại mới rõ ràng tức thì tâm tư bay loạn người này bình thường nghiêm trang không nghĩ tới lại không đứng đắn như thế quyết định sinh hầu tử cho ta chưa lang hàn cười nói ta có chuyện đứng đắn tìm ngươi thủy nhạn ngọc nghiêm mặt nói ta nói với ngươi cũng là chuyện đứng đắn bàn tay của Lăng Hàn đã du sơn chơi thủy trên thân thể mềm mại của Thủy Nhạn Ngọc. Chương 1027, phản ứng của Triệu đại tướng quân. Di, mới nửa năm mà thôi, dường như lại lớn hơn một chút. Lưu Manh, khuôn mặt của Thủy Nhạn Ngọc kiều diễm ướt át, Lăng Hàn cười ha ha nói, ngươi có sự tình đứng đắn gì tìm ta? Buông ra lại nói, cứ như vậy nói đi, ta cũng đang làm chuyện đứng đắn, ngươi nói chuyện đứng đắn của ngươi a. Lăng Hàn làm sao lui binh, hắn đã chiếm lĩnh hai tòa cao điểm, đang đo lường nhỏ đây này. Cả người thủy nhạn ngọc như nhũn ra, muốn đẩy lăng hàn ra cũng vô lực, không thể làm gì khác hơn là hung hăng liếc mắt. Chỉ là nàng trời sinh phong tình vạn trùng, liếc mắt cùng mỹ nhãn không sai biệt lắm, làm cho lăng hàn càng thêm hăng hái. Ta tiếp một nhiệm vụ, nhưng phải hai người mới có thể hoàn thành, nên mới tìm ngươi. Nàng cuối cùng nói, lăng hàn không khỏi cười to nói, không phải là nhớ ta, cố ý tìm một lý do muốn cùng ta chung một chỗ chứ. Ai nhớ tên lưu manh ngươi? Thủy Nhạn Ngọc đương nhiên sẽ không thừa nhận. Lam Hàn nâng cầm của nàng nói, tiểu nữ nhân, nếu ngươi không nhớ ta, thì sao sẽ tự đưa tới cửa? Hắc hắc, đã đưa tới cửa, ta không ăn ngươi, há không phải có lỗi với tâm ý của ngươi sao? Hắn bế Thủy Nhạn Ngọc lên, đi vào trong phòng. Thủy Nhạn Ngọc sợ hãi, sợ Lam Hàn hiện tại liền đem nàng gạo nấu thành cơm, vội vã rằng co. Muốn ta hiện tại không ăn ngươi cũng được, bất quá, ngươi phải bằng lòng vài điều kiện. lang Hàn cười nói. Thủy Nhạn Ngọc bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng vài điều kiện nhục nước mất chủ quyền với Lâm Hàn, làm cho khuôn mặt của nàng hồng hồng. Bây giờ có thể nói một chút, người nhận nhiệm vụ gì? Thủy Nhạn Ngọc liếc hắn một cái, mới nói, đi tiêu diệt một nhóm hải tặc, nàng thở phì phò, ngực vẫn có bàn tay đang du động, làm cho tâm tư của nàng không yên. Nàng liếc mắt nói, người có thể dừng một chút được không? Không được, Lăng Hàn Nghĩa tránh từ nghiêm lắc đầu, đã quên vừa rồi ngươi đáp ứng điều kiện của ta sao? cái đầu lưu manh này trong lòng thủy nhạn ngọc ô ô gọi lại không thể không thừa nhận kỳ thực mình rất thích loại cảm giác này làm cho nàng vui ở trong đó chỉ là rụt rè của nữ nhân làm cho nàng muốn cự còn nghinh học sinh phá hư cảnh không cần hoàn thành bất luận nhiệm vụ gì nhưng từ tiểu cực bộ bắt đầu hàng năm đều phải hoàn thành số lượng nhiệm vụ nhất định nếu không sẽ bị khai trừ học tịch thủy nhạn ngọc mạnh mẽ chấn định lại học sinh của xích thiên học viện hàng năm phải hoàn thành số lượng nhiệm vụ nhất định đương nhiên người cũng có thể ở trong vòng một năm hoàn thành lượng lớn nhiệm vụ, sau đó trong vòng mấy năm sau không làm một nhiệm vụ nào. Điều này là bởi vì sau khi bước vào thần cảnh, tùy tiện bế một lần quan chính là vài tháng, thậm chí mấy năm cũng có. Cũng không thể như vậy liền khai trừ một học sinh thiên tài a. Nhiệm vụ mà thủy nhạn ngọc tiếp này không tính quá khó, mặc dù nói là tiêu diệt hải tặc đoàn, nhưng không cần diệt sạch, mà chỉ cần tiêu diệt số lượng hải tặc nhất định liền có thể. Nhưng nhiệm vụ này có thể lặp lại. Từ từ đội hải tặc này sẽ suy yếu, bị tiêu diệt. Có điều, đoàn hải tặc này cách hoàng đô có chút xa, bộ hành coi như là sơn hà cảnh cũng phải đi chừng 10 ngày. Trên lý thuyết mà nói, hiện tại Lăng Hàn đắc tội rất nhiều người, còn bị hai đại hoàng triều khác coi như cái đinh trong mắt, ra hoàng đô, thậm chí ra học viện cũng không an toàn, thực sự không nên chạy đi địa phương xa như vậy. Nhưng Thủy Nhạn Ngọc biết hắn nắm giữ không gian thần khí, vậy cho dù bị đuổi giết cũng có thể thong dong tránh né cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn cả đời trốn ở trong hoàng đô chứ vậy lang hàn liền thật phế bỏ ở trong hoàng đô hắn đời này thành tựu chỉ có thể giới hạn ở sơn hà cảnh đại viên mãn ngay cả nhật nguyệt cảnh cũng không thể đột phá huống chi là trở thành tinh thần cảnh chuyện này lang hàn biểu thị đồng ý hắn và thủy nhạn ngọc thỏa thuận chờ sau khi buổi đấu giá kết thúc sẽ đi làm nhiệm vụ này đúng rồi người cũng đặt ta thắng đúng không lang hàn hỏi thủy nhạn ngọc gật đầu trên khuôn mặt lập tức lộ ra nụ cười đặt bao nhiêu một vạn chân nguyên thạch Lang Hàn nghe răng nói vậy thì biến thành một trăm vạn ha ha kiếm lời không ít một trăm vạn chân nguyên thạch ngay cả tả tướng cũng nhân mày mới có thể đào ra huống chi là thế lực ngũ lưu như Thủy gia nhờ phúc của ngươi Thủy Nhạn Ngọc má lúm đồng tiền như hoa triệu luân không chỉ bị đánh bại hơn nữa còn bị đánh mặt ở trước mặt mọi người còn bị dày đánh chuyện này tự nhiên là một tin tức lớn rất nhanh truyền khắp toàn bộ Hoàng đô người người đều đang bàn luận chuyện này, suy đoán triệu đại tướng quân sẽ phản ứng thế nào. Nhưng ngoài ý muốn chính là, triệu đại tướng quân lại phát ra thông cáo, mắng triệu luân một trận về bình hành vi của hắn, trong lời nói hoàn toàn không có đề cập lăng hàn. Điều này làm cho người của Hoàng Đô rất kinh ngạc, triệu đại tướng quân từ trước đến giờ hung hăng, hơn nữa chỉ có con trai độc nhất như triệu luân, lại sẽ ăn thiệt thòi lớn như vậy. Sau khi lăng hàn biết được, lại lộ ra vẻ cảnh giác. Triệu đại tướng quân nghiêm trách triệu luân, nhìn như đại nghĩa lẫm nhiên nhưng không đề cập lăng hàn chút nào đây rõ ràng là một loại tỏ thái độ con trai của ta làm việc không đàng hoàng ta phê bình nhưng nhi tử của triệu đại tướng quân ta là ai cũng có thể nhục nhã sao không đề cập tới lăng hàn có phải cho rằng lăng hàn nhất định phải trở thành một người chết không lăng hàn nghĩ nếu như chuyện này không phải bởi vì hồ phỉ vân nhúng tay triệu đại tướng quân còn có thể phát thông cáo sao vậy thì binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn hắn vốn muốn biết điều sinh sống chờ tu vi đi tới lại lộ phong mang. Nhưng ai bảo hắn đầu đội vầng sáng cửu hận, đi đâu cũng sẽ gặp phải sự tình như vậy chứ. Sau ba ngày, Lăng Hàn đi tới phòng đấu giá. Phòng đấu giá này là thuộc về hoàng gia, bởi vậy, không người nào dám ở đấu giá dở trò bịp bợm, cũng không có ai không tiền loạn đập, quyệt nợ. Phòng đấu giá rất lớn, kiến trúc cách cục rất giống đấu võ tràng, trung gian là đài bán đấu giá, mà bốn phía là khán đài. Phía dưới là ghế phổ thông, từ lầu hai bắt đầu chính là phòng khách, tổng cộng có 5 tầng. Lang Hàn cầm thiệp mời vào cửa, sau đó ở dưới một người hầu dẫn đường, tiến vào một gian phòng khách ở lầu 4, Lệ Vi Vi và Quý Vân Nhi đã ngồi ở bên trong. Chương 1028, hạt giống luân hồi thụ thụ thượng. Cái phòng khách này thuộc về tả tướng, chỉ có nữ hoàng, cửu vương mới có tư cách ngồi ở tầng 5, lầu 4 thì thuộc về tả hữu tướng, bảy đại tướng. Nói chung, vị trí tầng càng cao, liền đại diện cho địa vị càng tôn sùng. Người tới chậm, tự phạt ba chén, Lệ Vi Vi ồn ào nói, Lang Hàn ngồi xuống thưởng thức nhắm rượu vô cùng thuần thơm, nhưng chuyện tự phạt ba chén tự nhiên là hoàn toàn bỏ qua sau đầu. Đầu gỗ cứng nờ chỉ biết sĩ diện. Lệ Vi Vi khó chịu nói, ngày hôm nay là buổi đấu giá sau khi Thiên Hải bí cảnh mở ra nên đặc biệt long trọng, đẳng cấp rất cao hiển nhiên ngày hôm nay nhất định sẽ có sơn hà thạch bán đấu giá, thậm chí có thuộc tính đặc biệt, chỉ là số lượng sẽ cực kỳ có hạn. Lang Hàn bắt được mục lục của bán đấu giá, quét một hồi chỉ thấy tổng cộng có 12 khối sơn hà thạch phổ thông, còn có hai khối thuộc tính đặc biệt, một khối là thuộc tính kim, một cái khác thuộc tính thủy. Để ánh mắt của hắn sáng ngời chính là, trong này có một thần khí phi hành, tên là Xuyên Vân Toa, lấy chân nguyên thạch thôi thúc, tốc độ cực hạn là gấp 4 lần nhật nguyệt cảnh đại viên mãn toàn lực chạy. Hắn đang muốn đi xa, có một thần khí phi hành như thế, này cơ bản không cần lo lắng bị người đuổi giết. Trừ khi điều động tinh thần cảnh đến truy sát, nhưng toàn bộ hợp ninh tinh mới có mấy tinh thần cảnh thiên hải bí cảnh là tình huống đặc thù nếu không sẽ có tinh thần cảnh nào chuyên môn đi truy sát một sơn hà cảnh nho nhỏ cái xuyên vân toa này hắn nhất định phải mua hắn lại xuống xem phát hiện có vài vật phẩm chỉ nói quý giá cực điểm nhưng không có giới thiệu cụ thể để hắn cảm thấy quái lạ sâu khẩu vị như vậy thật được sao hắn thỉnh giáo lệ vi vi các nàng đã tham gia không chỉ một lần buổi đấu giá hẳn sẽ có kinh nghiệm nói như vậy đồ vật không có giới thiệu cụ thể đều rất quý giá Lệ Vi Vi gật đầu nói, nhưng có lúc cũng không nhất định, khả năng vô cùng hiếm có, có thể mọi người đều dùng không được, lưu phách cũng không kỳ lạ. Xem ra, hắn còn phải chừa chút tiền, vạn nhất hữu dụng với hắn thì sao? Bởi vì người ở trong phòng khách, nên sẽ không biết là ai đến, có điều hai tầng cao nhất thuộc về mấy đại nhân vật, rất dễ dàng liền có thể suy đoán ra. Triệu Luân cũng tới, Lệ Vi Vi nhìn xung quanh một hồi, hừ một tiếng. Cái gia hỏa không biết xấu hổ này, lại còn không thấy ngại gặp người. Lăng Hàn cũng rất kinh ngạc, vừa mới bị đánh mặt, sao nhanh hiện thân như vậy. Điều này làm cho hắn xem trọng triệu luân hơn một bậc, có thể không để ánh mắt của người khác ở trong lòng, nói rõ chân chính nắm giữ khi phách vương giả. Vương giả chân chính làm sao lưu ý ý nghĩ của người khác, tâm ý chắc chắn sẽ không dao động. Triệu luân đến, Sa Nguyên cũng tới, hậu nhân của bảy đại tướng, hữu tướng đều đến. Ngày hôm nay, nhất định phải có một hồi, liều mạng. Lệ Vi Vi cười ha ha nói, có điều, ai cũng đánh không lại bổn tiểu thư. Hiện tại nàng có 300 vạn chân nguyên thạch, dầu nước đố đổ vách ha. Rất nhanh, bán đấu giá bắt đầu. Lăng Hàn quyết định chủ ý, xuyên vân toa hắn là nhất định phải bắt, bởi vậy hắn phải tính dùng tiền ở đâu. Sơn Hà Thạch tuy được, nhưng lệ vi vi, quý vân nhi đều sẽ tranh đoạt, hắn dự định để dành. Để các vị đợi lâu, vậy liền bắt đầu bán đấu giá ngày hôm nay đi. Một lão giả đi lên đài, cười khanh khách nói, nhất thời, toàn trường trở nên yên tĩnh bán đấu giá tiến hành rất nhanh, món đồ gì giá trị đại khái bao nhiêu, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, bởi vậy coi như có tranh đoạt cũng sẽ không cao đi nơi nào. Đồ vật phổ thông cũng không có mấy người tranh đoạt, nếu nhưng bên ngoài mua được, hà tất ở đây dùng giá cao. Thế nhưng, gặp phải thứ tốt chân chính, thì sẽ gợi ra tranh đoạt kịch liệt. Khối sơn hà thạch thứ nhất xuất hiện, lập tức gợi ra một cao trào nhỏ. Cái này vỗ tới 7.000 chân nguyên thạch, bị lệ vi vi mua không bao lâu nữa nàng sẽ sung kích sơn hà cảnh, có sơn hà thạch, nàng có thể trước tiên bước vào tiểu cực vị, lại quay đầu chậm rãi tu luyện, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Khối sơn hà thạch thứ hai, thứ ba cũng lục tục đánh ra, đắc thủ cơ bản là lệ vi vi, quý vân nhi cùng Thủy nhạn ngọc, ai bảo các nàng đều kiếm lời một số, hiện tại giàu nứt đố đổ vách chứ. Lăng hàn chờ thật lâu, rốt cuộc đợi đến chiếc xuyên vân toa kia. Ông lão đơn giản giới thiệu một chút, liền tuyên bố giá quy định. 10 vạn bắt đầu, mỗi lần tăng giá không dưới 5 ngàn. Rất kinh người, giá quy định đã đạt đến 10 vạn. 11 vạn, 12 vạn, bởi vì thần khí phi hành vô cùng hy hữu, hơn nữa cực kỳ thực dụng, nên vừa bắt đầu liền gợi ra cạnh tranh kịch liệt, rất nhanh đẩy giá cả lên 50 vạn. Có điều, từ 50 vạn bắt đầu, người còn cạnh tranh rất ít, dù sao đây là cái giá để tuyệt đại bộ phận thế lực phải cao mày. Đến 70 vạn, chỉ có vẻn vẹn ba người còn cạnh tranh. 73 vạn lần thứ nhất, 73 vạn lần thứ hai, ông lão bắt đầu đếm ngược, 80 vạn, lăng hàn ra giá, 80 vạn, có người ra 80 vạn, ông lão đại hỉ, bán ra giá cả càng cao, hắn có thể bắt được khen thưởng cũng càng nhiều. 81 vạn, trong phòng khách lầu 3, có người tăng giá, 90 vạn, lăng hàn rất tùy ý nói, lần đấu giá này chỉ có xuyên vân toa hắn là nhất định phải đắc thủ, bởi vậy, hắn tiêu hết chân nguyên thạch cũng không tiếc. Người cạnh tranh của hắn trần chờ một chút, mới tiếp tục ra giá. 901 vạn, 100 vạn, Lăng Hàn gọi ra một cái giá trên trời, lần này không ai còn dám tranh cướp nữa. Dù sao, thế lực lớn chân chính tự nhiên sớm đã có thần khí phi hành, đương nhiên bảo vật như vậy cũng không có ai chê nhiều, nhưng 100 chân nguyên thạch thực sự là cực hạn, dù sao mỗi cách mấy năm sẽ có thần khí như vậy, cần gì phải nóng lòng nhất thời. Ha ha, kế tiếp bán đấu giá một bảo vật thần bí. Ông lão làm một thủ thế, lập tức có một thị nữ xinh đẹp đi lên đài, trong tay nàng bưng một cái mâm phía trên bầy một cái túi nhỏ. Thị nữ này vô cùng đẹp mắt, mặc một bộ váy thấp ngực, lộ ra tảng lớn da thịt trắng tuyết, ngực nhô lên cao cao, có thể nhìn thấy một bộ phận mê người, nhưng hiện tại không có ai nhìn nhiều nàng, mà toàn bộ chăm chú vào cái túi nhỏ kia. Chương 1029, hạt giống luân hồi thụ thụ hạ. Kia là bảo vật thần bí, bên trong đến tột cùng chứa cái gì? Không biết các vị có từng nghe nói một loại thần mộc, tên là luân hồi thụ chưa? Ông lão dùng ánh mắt dò xét một vòng cái gì luân hồi thụ xưa nay chưa từng nghe nói ta cũng chưa từng nghe nói đây là thần mộc gì đại bộ phận người lắc đầu không phải kiến thức của bọn họ nông cạn mà vì thần mộc kia quá hiếm thấy lẽ nào lẽ nào là cái luân hồi thụ kia có người đột nhiên kinh ngạc thốt lên đây là một lão giả ở tầng dưới cùng tóc trắng phơ tròm dâu cũng hoa dâm tàng lão người biết là cái gì sao người bên cạnh vội vàng hỏi người này họ tàng sống mấy trăm ngàn năm hiện tại vẫn là sơn hà cảnh đại viên mãn, hầu như không có thể đột phá nhật nguyệt cảnh. Nhưng bởi vì sống đủ lâu, lại thích lật xem các loại sách cổ, hắn cũng lấy tri thức uyên bác xương danh, có chút danh tiếng. Luân hồi thụ, thần vật trong truyền thuyết không thuộc về giới này, có thể để cho thần hồn của chúng ta du lịch, ngoại giới đi qua trong nháy mắt, nhưng người có thể trải qua tam sinh tam thế, cực kỳ thần kỳ. T. Vậy lấy cái này ngộ đạo, há không phải không có pháp môn ngộ không ra sao? Tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên. Cái này quá kinh người, bảo vật như vậy có thể để cho bất kỳ một thế lực nào cũng vì đó điên cuồng. Ai phá sản như thế, ngay cả bảo vật như vậy cũng lấy ra bán. Trong lòng Lăng Hàn cũng hơi động, hắn đã từng uống qua Luân Hồi trà, chỉ là một ngụm mà thôi, lại để hắn vượt qua một đời, từ đó sớm lĩnh ngộ ảo diệu của phá hư cảnh, càng làm cho cường độ thần thức của hắn vượt xa người cùng cảnh giới. Lá cây của Luân Hồi thụ làm thành trà, chính là Luân Hồi trà sao? Ha ha, trong túi này chứa chính là hạt giống của luân hồi thụ. Ông lão cười nói, một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, nhất thời có không ít người đứng lên, lộ ra vẻ kích động. Phải biết thích lũy nguyên lực chỉ cần thời gian, như Sơn Hà Cảnh mỗi bước lên một cảnh giới nhỏ đều có 10 vạn năm tuổi thọ, nhưng nhiều nhất một vạn năm thì nhất định có thể để nguyên lực tăng lên tới cực hạn. Khó chính là lĩnh ngộ cảnh giới, thần hồn lớn mạnh. Nhưng nếu như tu luyện ở dưới luân hồi thụ, một khắc tức là một đời, vậy còn sợ có ảo diệu võ đạo ngộ không ra thần hồn không lớn mạnh sao cướp 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 hiện tại trong lòng tất cả mọi người chỉ có một ý niệm như vậy ha ha ông lão lại nở nụ cười nói có điều đầu tiên ta phải nói rõ một chút tuy hạt giống này đã trải qua giám định đúng là luân hồi thụ thế nhưng luân hồi thụ ở trong truyền thuyết không phải vật của giới này cũng không ai biết làm sao trồng trọt để hạt giống sinh mầm hơn nữa dựa theo cổ tịch ghi chép Luân hồi thụ cần 12.000 tỷ năm mới có thể trưởng thành Chính là bởi vì thời gian nó sinh trưởng đủ dài Mới có thể làm cho linh hồn võ giả trong khoảng thời gian ngắn vượt qua một đời một kiếp Phốc, tất cả mọi người đều muốn thổ huyết Hạt giống có thể nảy mầm hay không còn là một vấn đề Nhưng coi như nảy mầm cũng phải chờ 12.000 tỷ năm Ai chờ được chứ? Phải biết cường giả tinh thần cảnh Coi như là đại viên mãn Vậy tuổi thọ cũng chỉ có 40 triệu năm Cách một ức năm cũng kém xa lắm Huống chi là 12.000 tỷ năm Đều nói tiền nhân trồng cây, hậu nhân hóng gió, nhưng cái cây này trồng xuống, không biết ai có thể hưởng dụng, có thể gia tộc, thế lực của mình đã sớm tuyệt diệt. 12.000 tỷ năm, không phải 12 triệu năm, ai có thể bảo đảm gia tộc của mình có thể kéo dài như vậy. Sau khi nói rõ, đại bộ phận người đã mất đi hứng thú. Giá khởi điểm, 100 vạn chân nguyên thạch, thêm 10.000 một lần. Ông lão tiếp tục nói, khe khẽ thở dài, biết sau khi nói rõ ràng nhất định sẽ để hạt giống luân hồi thụ thụ giảm mạnh, nhưng phòng đấu giá có quy củ của phòng đấu giá, nếu như mất đi tín dụng, vậy sau này còn có thể tiếp tục làm ăn sao? một vạn, 102 vạn, vẫn có người ra giá cạnh tranh, dù sao cái này là thần thụ chân chính, chụp lấy lại qua tay, nói không chắc cũng có thể kiếm một món hời. Nhanh mua, tiểu tháp đột nhiên nói, lang hàn thầm hỏi, cần 12.000 tỷ năm, ngươi cho là chúng ta có thể chờ đến ngày đó sao? 12.000 tỷ năm A, à, coi như ở trong hắc tháp, một năm có thể bằng ngàn năm, Vậy trừ lấy một ngàn, cũng còn có 120 ức năm, Lam Hàn không cảm thấy mình có thể sống lâu như vậy. Có người nói, đại năng sáng thế cảnh cũng không phải vạn thọ vô cương. Bởi vậy, cái gọi là thần linh cũng chỉ là sinh linh thực lực mạnh hơn, sống đủ dài mà thôi, cũng không phải thần chân chính về mặt ý nghĩa. Tiểu tháp nhẹ nhàng lay động nói, hết thảy bảo vật trên người ngươi gộp lại cũng không sánh bằng hạt giống luân hồi thụ thụ này, nhất định phải bắt. Bắt làm gì, ta lại dùng không được, Lam Hàn lắc đầu, ai nói. Tiểu tháp nói, ta có biện pháp đề cao nó. 12.000 tỷ năm, Lăng Hàn kinh ngạc nói, nhiều nhất 3 năm, ta có thể làm cho nó bước đầu trưởng thành, nắm giữ hiệu quả để thần hồn du lịch. Tiểu tháp từ tốn nói, mẹ kiếp, người nhất định có thể vận dụng thời gian bí pháp. Lăng Hàn lập tức đoán được, tại sao không cho ta dùng, để cho ta tới bế quan 3 ngày, bằng tu luyện 30 vạn năm, đi ra ngoài treo đánh những tên khốn kiếp kia. Bởi vì ta chỉ khôi phục chút ít nguyên lực, nên chỉ có thể vận dụng thời gian quy tắc một lần, mà dùng ở trên người của ngươi. Quá lãng phí, Tiểu Tháp nói, Lăng Hàn thở dài nói, ngươi nói như vậy, không sợ đả kích tâm linh yếu đuối của ta sao? Cái này không ở trong phạm vi cân nhắc của ta, Tiểu Tháp lại ngạo kiều, Lăng Hàn thu hồi tâm tư, nếu Tiểu Tháp có năng lực như vậy, vậy hạt giống luân hồi thụ theo người khác là vô bổ, ở trong tay hắn chính là bí bảo vô thượng. 150 vạn, ngay thời điểm hắn suy nghĩ, giá cả của hạt giống luân hồi thụ chỉ vượt qua giá quy định mới năm thành. Nhưng đến cái giá này, người còn cạnh tranh đã thật ít ỏi. Một câu nói, không đáng, dù sao ai cũng không thể đợi được hạt giống này trưởng thành đại thụ, thậm chí đời đời con cháu, đời đời con cháu, đời đời con cháu cũng không chờ được, mua lại cũng chỉ qua tay mà thôi, xem có thể kiếm một chút tiền lời hay không. Nhưng hiện tại giá cao như vậy, đã rất khó có chỗ tăng lên. chương 1030, sao nguyên mời, 200 vạn, Lăng Hàn trực tiếp thuần sát, cái giá này vừa ra, không người dám tiếp. Vạn nhất Lăng Hàn hô xong không tăng giá nữa, vậy ai tiếp người đó liền xui xẻo. Coi như triệu luân hận Lăng Hàn thấu xương cũng không dám tăng giá, chỉ lo mua dây buộc mình. Bọn họ không có hắc tháp, làm sao có khả năng nghĩ đến thế gian có trí bảo như thế, có thể để cho 12.000 tỷ năm bằng 3 năm. 200 vạn một lần, 200 vạn hai lần, 200 vạn ba lần, thành giao. Ông lão có chút tiếc nuối nói, đây là hạt giống luân hồi thụ, bán ra ngàn tỷ cũng có thể đáng tiếc điều kiện thần thụ sinh trưởng đã quyết định nó chỉ có vô giá trên lý thuyết lăng hàn lộ ra nụ cười thỏa mãn hai ba năm sau hắn sẽ được một gốc luân hồi thụ để linh hồn nắm giữ không gian tăng lên vô hạn phải biết mặc dù hắn là đan đạo đế vương nhưng tuyệt đại bộ phận đan dược đều chỉ có thể gia tăng tích lũy nguyên lực thể thuật lĩnh ngộ chung quy cần nhờ mình nhưng có luân hồi thụ tương đương với nắm giữ thời gian lĩnh ngộ vô tận tin tưởng coi như là một con lợn cũng có khả năng tu luyện thành sáng thế cảnh không có đơn giản như vậy, linh hồn tiến vào không gian luân hồi thụ sẽ tiêu hao bí lực của luân hồi thụ, nhân số càng nhiều tiêu hao sẽ càng lớn. Tiểu tháp lập tức rội nước lạnh, lang hàn nghe răng nói, ngươi không thể nói cho ta sớm một chút sao, sợ ngươi hẹp hòi không mua, đề, tầm nhìn của lang hàn há sẽ hạn hẹp như vậy, hắn lắc lắc đầu, tiểu tháp thực sự là ác miệng với xấu bụng. Bán đấu giá tiếp tục, lang hàn không có cùng lệ vi vi, quý vân nhi tranh cướp mấy khối sơn hà thạch còn lại, tuy hắn cũng rất cần, nhưng bằng hữu một hồi, trước lệ vi vi còn dũng cảm đứng ra vì hắn, nhân tình này đương nhiên phải trả lại. Lăng Hàn còn mua lại vài đan phương, đều là đồ vật quý giá hiện nay chỉ nắm giữ ở trong mấy thế lực lớn, hắn còn thuận tiện mua chút dược liệu, sau một trận tiêu xài, 400 vạn chân nguyên thạch lại chỉ còn dư lại không đủ 10 vạn. Hắn không đau lòng chút nào, tiền chỉ có tiêu mới có thể sản sinh hiệu quả, ở lại trên người làm gì, mỗi ngày đếm chơi sao. Sau khi đấu giá kết thúc, phòng đấu giá chủ động mang vật phẩm tới, tiến hành giao tiền giao hàng. Ba người đều dầu nứt đố đổ vách, sau khi giao tiền xong, Lăng Hàn liền đi tiền trang lấy ra chân nguyên thạch còn lại, chỉ còn 10 vạn mà thôi, tiền trang khẳng định cầm ra được. Hắn vừa định về học viện, đã thấy một cô gái đâm đầu đi tới, đứng ở trước mặt hắn nói. Lăng thiếu, thiếu chủ nhà ta cho mời, cô gái này bận trang phục bằng da màu đen, hoàn toàn lộ ra vóc người của nàng, eo thon nhỏ cùng cái mông vung cao hình thành so sánh khuếch đại, lại thêm quần áo phát quang, có vẻ cuồng dã mà lại gợi cảm. Thiếu chủ nhà ngươi là ai? Lăng Hàn hỏi, Sa Nguyên Sa Thiếu Gia. Cô gái này nói, nàng đương nhiên chính là thị vệ của Sa Nguyên Liễu Ánh. Sa Nguyên, Lăng Hàn nguyên bản không biết người này là ai, sau đó nghe lệ vi vi nói, mới biết người này là ngày đó trước tiên nhảy ra khuyên can, lại bị Triệu Luân lấy lợi ích đuổi đi. Hắn đối với người này không có chút hảo cảm, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn nói. Vậy thì mời dẫn đường đi. Lăng thiếu, xin mời. Lưu ánh xoay người, ở trước mặt dẫn đường. Lăng hàn đi theo, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện đây là một quyết định sai lầm, bởi vì nữ nhân này một thân vưu vật, đường viền mông hiển lộ hết, mỗi đi một bước, cái mông sẽ phong tình vạn trùng mà vặn vẹo, đầy đặn vỉnh cao. Cái này thật là làm cho người ta nắm giữ không được, nhìn liền khiến người ta hóa thân thành cầm thú. Lăng hàn vội tăng nhanh bước chân, đi song song với đối phương. Lưu ánh không khỏi lộ ra nụ cười, nàng tự nhiên biết tại sao, đây làm cho nàng hơi kiêu ngạo. Hai người đi một lúc, tới một tử lâu, tuy thời gian đã khuya, nhưng chuyện làm ăn của tử lâu lại tương đối tốt, cửa ra ra vào vào rất nhiều người. Nhìn thấy liêu ánh, thân sắc của người trong tử lâu lập tức nghiêm lại, không dám nhìn nhiều. Đây chính là thị nữ của Sa Nguyên, nhìn nhiều nói không chắc sẽ rước lấy sự cố. Liêu ánh dẫn Lăng Hàn đi tới lầu ba, gõ cửa nói. Thiếu chủ, Lăng thiếu đến, xin mời, bên trong truyền tới thanh âm của một nam tử. Liêu Ánh đẩy cửa ra, để Lăng Hàn Tiên vào. Lăng Hàn cũng không khách khí, nhanh chân đi vào, chỉ thấy Sa Nguyên đang uống rượu, hai bên có hai mỹ nữ trẻ tuổi, lúc này La Y bán giải, lộ ra da trắng như tuyết, ở dưới ngọn đèn phản xạ ra tia sáng chói mắt. Ở phía sau nam tử này, còn có ba mỹ nữ đứng thẳng, mỗi người vẻ mặt lạnh lùng, như tượng đá. Ha 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 ha, mời ngồi. Sa Nguyên cũng không đứng lên, chỉ chỉ vị trí đối diện, nhìn Lăng Hàn nói. Đây chính là đạo đãi khách của hắn. Trong lòng Lang Hàn đã có chút không vui, nhưng vẫn ngồi xuống, muốn biết trong hồ lô của đối phương bán thuốc gì. Bản thiếu liền đi thẳng vào vấn đề, "Ta muốn bí pháp tu luyện thể phách của ngươi." Sa Nguyên cũng không khách khí, "Ngươi muốn bao nhiêu chân nguyên thạch, bản thiếu cũng có thể giao cho ngươi." Lang Hàn không phản đối, hắn xác thực rất thiếu chân nguyên thạch, tuy rằng vừa mới kiếm lời 400 vạn, nhưng một cuộc bán đấu giá liền để hắn hoa đến chỉ còn dư lại 10 vạn, hơn nữa kỳ thực hắn còn vừa ý không ít đồ vật chỉ là thực sự không thể ra tay. Hắn làm thế nào cũng phải lưu chút chân nguyên thạch tu luyện chứ. Nhưng dù thế hắn nào cũng sẽ không truyền bất diệt thiên kinh cho người khác, lại nói, coi như hắn chịu, cũng không có cách nào nói ra công pháp, bởi vì cấp độ của công pháp quá cao. Sa Nguyên thấy Lăng Hàn không hề bị lay động, cũng không có SNS phẫn nộ, mà vỗ tay một cái nói. Đông Nguyệt, Mai Nhi, hai người các ngươi hảo hảo chiêu đãi vị bằng hữu này của ta. Vâng, hai nữ đều hiểu điệu nói, chân thành đi tới bên người Lăng Hàn, một bên một cái, muốn tới gần thân thể hắn. Lăng Hàn hơi nhướng mày, đưa tay đẩy một cái, hai nữ liền bị hắn đẩy về phía sau. Làm sao, không hài lòng, Sa Nguyên hơi kinh ngạc, Đông Nguyệt cùng Mai Nhi đều là hồng bài của hình hương lâu, không chỉ dáng dấp xinh đẹp như hoa, hơn nữa còn nắm giữ tu vi sơn Hà cảnh. Lấy nhân khẩu khổng lồ của loạn tinh Hoàng Triều, hai chữ mỹ nữ này thực sự là quá bình thường, trong 10 cái nhất định có thể tìm ra một cái, mà mỹ nữ tuyệt sắc cũng không hiếm thấy, trong trăm có thể ra một. Chương 1031, mong muốn đơn phương. Có thể nói, mỹ nữ vừa là một loại tài nguyên, tương tự cũng là một loại tài nguyên rất không đáng giá. Thế nhưng, mỹ nữ thần cảnh liền vô cùng ít ỏi. Đây là một cửa ải, dù cho có tài nguyên của thần giới, nhưng người vượt qua rất ít ỏi. Bởi vậy, cái tử lâu này rất không đơn giản, lại có thể lấy ra hai mỹ nữ sơn hà cảnh đi tiếp rượu. Lăng Hàn lắc đầu một cái nói, nếu như sa huynh không có chuyện gì ta trước tiên cáo từ gấp cái gì sa nguyên vội vàng nói trong ánh mắt lướt qua vẻ không vui chỉ là tiện dân của tiểu thế giới lại dám cùng mình xương huynh gọi đệ phi nhưng hiện tại hắn muốn có được công pháp trên người lăng hàn cũng chỉ có thể không đi tính toán hắn cười nói ngươi còn không biết đông nguyệt và mai nhi là lần đầu bảo đảm để ngươi sung sướng đê mê lăng hàn có chút khiếp sợ con mẹ nó đây thực sự là nhi tử của đại tướng quân sao làm sao cảm giác như tú ông vậy thậm chí ngay cả hai chữ lần đầu cũng có thể nói ra thực sự là hắn khoát tay đứng lên coi như hắn thật tê ân trùng lên não cũng sẽ không chia sẻ cho hai gái lầu xanh không hài lòng với các nàng sa nguyên chỉ cho rằng lăng hàn ghét bỏ thân phận của hai nàng này cười ha ha nói lăng hàn chỉ cần ngươi giao công pháp ra bốn thị nữ của ta cũng không phải là không thể bỏ đi yêu thích phải biết các nàng đều là xử nữ hàng thật đúng giá Hắn thấy bên người Lăng Hàn có nhiều mỹ nữ như vậy, chỉ cho rằng Lăng Hàn là đồ háo sắc, tất nhiên sẽ bị sắc đẹp mê hoặc. Biểu hiện của tứ nữ liêu ánh đều bất biến, thật giống như con rối. Thực sự là đáng thương, Lăng Hàn thầm thở dài, nhưng hắn không có năng lực cùng thời gian lớn như vậy đi lo chuyện bao đồng, liền nói. Quân tử không đoạt người yêu thích, cáo tử. Lăng Hàn, dung sắc của Sa Nguyên nghiêm túc nói, ngươi không nên rượu mừng không uống muốn uống rượu phạt. Đừng tưởng rằng có cửu quận vương cho ngươi chỗ dựa, ngươi liền coi trời bằng vung. Không nên quên, ngươi chỉ là run dế của tiểu thế giới đến mà thôi. Cảm ơn lời nhắc nhở của ngươi, Lăng Hàn lạnh nhạt nói, ấn tượng đối với người này đã thấp đến cực hạn. Nói thật, tuy Triệu Luân có thù tất báo, cũng vô cùng bá đạo, nhưng cảm giác vẫn mạnh hơn người này không ít. Dòng sinh chín con, mỗi người không giống, quả nhiên, cho dù là nhân vật như Sa Đại Tương Quân cũng không cách nào ngoại lệ. Trừ thiên phú võ đạo của Sa Nguyên coi như không tệ, thì hắn thực sự không khác công tử bột phổ thông. Lăng Hàn, đây là lần cảnh cáo cuối cùng. Sa Nguyên lên giọng, Lăng Hàn không có để ý tới, nghênh ngang rời đi. Oanh, Sa Nguyên nặng nề vỗ bàn một cái, chén rượu ngã xuống, rượu ngon nhất thời chảy ở trên bàn. Sa thiếu ra, Đông Nguyệt cùng Mai Nhi đều nhích lại gần làm nũng. Thay đổi bình thường, Sa Nguyên khẳng định sẽ tươi cười, một tay ôm một cái dở trò. Nhưng hiện tại hắn chỉ hừ một tiếng, hai tay chặn lại, đẩy hai nữ ra đất thật sự cho rằng cửu quận vương sẽ coi trọng mặt hàng như ngươi sao hắn lạnh giọng nói liêu ánh nhìn kỹ cho ta nếu như hắn có động tính gì lập tức bẩm báo vâng liêu ánh nửa quỳ lĩnh mệnh lang hàn đi ra cửa trong lòng lắc đầu nguyên bản chuyện buôn bán là ngươi tình ta nguyện huống chi còn là bí pháp hắn không muốn truyền thụ không phải rất bình thường sao như loại quyền quý này đại khái là bình sinh không có bị người ta cự tuyệt qua cũng không cho phép người khác nói một chữ không trở lại học viện Lăng Hàn lập tức tiến vào hắc tháp. Tiểu tháp, làm sao chồng Hắn lấy hạt giống luân hồi thụ ra, ta trước tiên khai khẩn ra địa phương đã. Thanh âm của tiểu tháp có chút thận trọng, hoàn toàn khác với dĩ vãng, đây để Lăng Hàn biết, cho dù là tiểu tháp, luân hồi thụ cũng cực kỳ quý giá. Âm âm âm, tiểu tháp mới là chúa tể chân chính của hắc tháp, ở dưới sự điều khiển của nó, một khối thổ địa trống không, tràn ngập linh tính xuất hiện. Phải biết, trước bất luận Lăng Hàn gieo xuống món đồ gì, tiểu tháp đều không thèm để ý, nhưng hiện tại lại tự mình ra tay, mở ra sân bãi trồng trọt, có thể thấy được nó coi trọng như thế nào. Ngươi thực sự là vận may nghịch thiên, luân hồi thụ là trí bảo vô thượng. Tiểu tháp nói, kỳ quái, tại sao nơi này sẽ có hạt giống của luân hồi thụ nhỉ? Lăng Hàn mở túi ra, chỉ thấy bên trong là một hạt giống chỉ nhỏ bằng đậu tầm, trên người có từng vòng, tỉ mỉ đếm, sẽ phát hiện đây là vô cùng vô tận, làm sao cũng đếm không hết. Chỉ trong nháy mắt, Lăng Hàn đã có loại cảm giác tinh thần kiệt quệ, trên trán xuất hiện mồ hôi. Chẳng trách cho dù lấy cấp độ võ đạo của Hợp Ninh Tinh cũng có thể giám định ra đây là hạt giống của Luân Hồi Thụ, xác thực rất kỳ dị, làm sao cũng không cách nào giả mạo. "Trông xuống đi." Tiểu Tháp lại nói, lang Hàn ném hạt giống vào trong thổ địa mới khai khẩn ra, Tiểu Tháp lại triển khai bí lực, tác dụng ở trên khu vực này, nhất thời, toàn bộ thổ địa đều đang phát sáng, đủ mọi màu sắc, cực kỳ kỳ diệu. "Được rồi, kế tiếp chính là chờ đợi." Tiểu Tháp nói, trong thanh âm có một cảm giác huỷ hoại lăng hàn gật đầu nói cực khổ rồi hắn ra hắc tháp bắt đầu bày xuyên vân toa ra trước khi lên đường đương nhiên phải biết làm sao sử dụng đồ chơi này xuyên vân toa chỉ dài khoảng một trượng hiện hình lưu tuyến toàn thân màu trắng bạc như một cái ngân toa bởi vậy không gian bên trong tự nhiên cũng không lớn chỉ có thể song song ngồi hai người trước sau cũng chỉ có hai ghế mà thôi đối với lăng hàn mà nói cái này không là vấn đề hắn có hắc tháp tương đương với có không gian vô hạn sau một lúc Hắn đã biết làm sao sử dụng vật này. Hắn báo cáo cho học viện, muốn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Đây là thủ tục tất yếu, hơn nữa, Lăng Hàn còn có một thân phận, chính là quốc chủ của Đại Lăng triều, là con tin, muốn rời khỏi hoàng đô trước tiên cần phải được phê chuẩn, bằng không, đây sẽ bị coi là khiêu khích loạn tinh hoàng triều. Hai ngày sau, hắn được học viện phê chuẩn, thời điểm Lăng Hàn lập hồ sơ, mỗi thế lực trong hoàng đô đều thu được tin tức này. Cái gì? Gia hỏa kia lại vào lúc này rời học viện? thậm chí còn rời hoàng đô. Đây là đang tìm chết sao, la ra, triệu gia há có thể thả xuống thù hận như vậy. Vừa ra hoàng đô, hắn chắc chắn phải chết, chương 1032, khắp nơi đều động. Xác thực, hắn lại thiên tài cũng chỉ là trong sơn hà cảnh, sức chiến đấu tuyệt đối không thể vượt qua đại viên mãn, người có thể trấn áp hắn thực sự quá nhiều. Cho rằng có cửu quận vương làm chỗ dựa, là có thể không kiêng rẻ gì sao. Mặc dù hắn là thiên tài, nhưng quá ngu, hưng, thiên phú võ đạo cao hay không không có quan hệ gì tới làm người và xử sự, sự, thiên tài như vậy. Không muốn cũng được, chỉ có thể gây rắc rối mà thôi, hơn nữa không biết tiến thối. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả thế lực lớn vốn muốn mời chào Lăng Hàn đều lựa chọn lui về phía sau. Nguyên bản bọn họ đang ngừng chân quan sát, dù sao Lăng Hàn đắc tội triệu luân, nếu như mời chào Lăng Hàn, sẽ có nguy hiểm đắc tội triệu ra, nhưng hiện tại Lăng Hàn lại điếc không sợ súng, đây để bọn họ đều lắc đầu. Mời chào Lăng Hàn về, nói không chắc vẫn chưa có chờ hắn trưởng thành liền rước lấy tai họa, diệt gia tộc mình. La ra, tiểu tử này lại chạy ra hoàng đô, la hồng đạo sững sốt một chút, đây là hành vi ngu xuẩn để hắn cũng không thể tin tưởng. Nhưng sau đó liền cười to nói, vậy thì thật là tự mình muốn chết, đi, sắp xếp người ám sát hắn, người của ám dạ đường quá vô căn cứ, lâu như vậy cũng không thể giết chết một tiểu nhân vật sơn hà cảnh. Nếu hắn muốn chạy ra ngoài, vậy xử lý sạch sẽ một chút, cùng chúng ta liền không hề quan hệ ha, tốt xấu gì cũng là 10 vạn chân nguyên thạch, hà tất tặng không cho người. Quan trọng nhất chính là, thu hồi xích la tỏa địa võng lại, gia tộc vì thế trả cái giá quá lớn, tuyệt không có thể rơi vào tay người khác. Triệu Luân bệ vệ ngồi xuống, nghe tả tiêu cùng Phạm Dũng bẩm báo. Hắn cười gần nói, phụ thân đại nhân cho ta một nhóm lớn sơn hà thạch, còn có cửu minh thần đan, ta muốn bế quan, lúc xuất quan, chính là đại viên mãn đỉnh cao. Đến thời điểm đó, ta sẽ sung kích nhật nguyệt cảnh, trở thành cường giả nhật nguyệt cảnh trẻ nhất trong lịch sử bản triều. Vì lẽ đó, nhiệm vụ ám sát này liền giao cho các ngươi. Vâng, thiếu chủ, tả tiêu cùng Phạm Dũng đồng thời nửa quỳ trên mặt đất, cung kính lĩnh mệnh. Dù triệu luân bị mất mặt, nhưng bọn họ không dám mất một chút xíu cung kính, bởi vì bọn họ đều biết, cũng không phải triệu luân không bằng lăng hàn. Bọn họ tự nhiên càng xem trọng triệu luân, một cái là con trai của đại tướng quân, một cái là run dế của tiểu thế giới đến, có khả năng so sánh sao. Cửu quận vương trẻ tuổi, đúng là tuổi tính tình khó lường, bây giờ có hảo cảm với Lăng Hàn, cũng không có nghĩa là sau này vẫn sẽ thế. Mà mặc kệ như thế nào, Triệu Luân trước sau là con trai độc nhất của Triệu Đại Tướng Quân, có đúng hay không? Bọn họ đều khiếp sợ, Triệu Luân đây là biết gì sau đó dũng, nếu thật có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá nhật nguyệt cảnh, vậy hắn tuyệt đối sẽ trở thành minh tinh chói mắt nhất của toàn bộ loạn tinh Hoàng Triều. Bước đi này quá khó có thể vượt qua, ở toàn bộ loạn tinh Hoàng Triều, trong cường giả thần cấp có ít nhất 9 phần 10 là Sơn Hà Cảnh, nhưng cuối cùng có thể đột phá đến Nhật Nguyệt Cảnh, lại vạn không còn một. Hiện tại Triệu Luân không tới ngàn tuổi, suy nghĩ một chút cũng làm người ta tê cả ra đầu, tương lai sẽ quang minh cỡ nào. Hai người đều thán phục, tuy thiên phú của bọn họ hơi kém hơn Triệu Luân, nhưng cũng là thiên tài nhị tinh tiếp cận tam tinh, nhưng so tu vi tiến bộ lại kém quá rõ ràng, hiện tại bọn họ đều đã vượt qua hai vạn tuổi, nhưng còn chỉ là đại cực vị mà thôi. Điều này là bởi vì bọn họ thu được tài nguyên tu luyện xa xa không bằng triệu luân, mới càng phóng tỏ ưu thế thiên phú của triệu luân. Tuy run dế kia chỉ là trung cực vị, nhưng nắm giữ một môn tinh thần bí thuật, các người cầm hai khối ngọc phù này, có thể chống đối đại khái 100 lần thần hồn sung kích. Triệu luân ném hai khối ngọc phù, tả thiếu chủ, hai người tả tiêu vui mừng khôn xiết, ở trong các thần khí, bí bảo thần hồn là ít nhất, mà tính chất công kích thì càng ít, bình thường đều là phòng ngự. Nhưng dù như vậy, bí bảo phòng ngự thần hồn vẫn cực kỳ quý giá, bởi vì đây chỉ có đại năng tinh thần cảnh mới có thể chế tác. Triệu Luân suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy không đủ nắm chắc, lại lấy ra một thanh bảo kiếm đưa tới nói. Tử Nguyệt Luân kiếm này liền ban tặng các ngươi, phía trên có phụ thân ta vẽ chín đạo thần văn, sau khi kích phát, có thể phát huy ra sức chiến đấu của Sơn Hà Cảnh Đại Viên Mãn. Tả Tiêu và Phạm Dũng Nguyên Bản còn có chút bận tâm, dù sao Lăng Hàn nắm giữ xích la tỏa địa võng, có thể để cho một cái trong bọn họ mất đi sức chiến đấu, trực tiếp phân sát. Nhưng có thần khí này, sức lực của bọn họ lại tăng nhiều. Dù xích la tỏa địa võng thì đã làm sao, trực tiếp chém nát. Vâng, chúng ta nhất định không phụ thiếu chủ tin tưởng. Bọn họ ầm ầm đáp, Thủy Nhạn Ngọc tìm tới, Lăng Hàn liền cùng nàng rời Hoàng Đô. Sau khi ra khỏi cửa thành, Lăng Hàn ngóng nhìn tòa thành cổ này, trong lòng tâm tư vạn ngàn. Ở trong Hoàng Đô này, tuy hắn biểu hiện bình thường, lại có một loại ngột ngạt không nói ra được vẫn đang nhắc nhở hắn, mình là một con tin mà hiện tại cuối cùng rời đi để cả người hắn có một loại ung dung không nói ra được. tuy trước đó hắn từng rời một lần nhưng lần này không giống lúc đó có đinh lập an tỏa chấn thật giống như phạm nhân đi ra ngoài thông khí. Thế tử hiện tại chỉ có hai chúng ta có phải nên cho ta một nụ hôn không? lang hàn cười nói thủy nhạn ngọc cho hắn một cái liếc mắt nói ra hoàng đô từng bước nguy hiểm người không thể chính kinh một chút sao? được chính kinh chính kinh lang hàn lấy ra xuyên vân toa nói. Thê tử, mời, Thủy Nhạn Ngọc cũng không có đi sửa lại cách gọi của hắn, da mặt của gia hỏa này còn dày hơn tường thành, huống hồ nàng cũng có chút thích thú. Vèo, bọn họ tiến vào xuyên vân toa, lang hàn dịch động thần khí, nhất thời, chiếc phi toa tràn ngập vẻ đẹp này lập tức phá không mà đi, tốc độ nhanh kinh người, cho đến khi chỉ còn dư lại một điểm đen nhỏ, mới nghe được có âm thanh truyền đến. Tại thần giới muốn đột phá tốc độ âm thanh, đây là vô cùng khó khăn, ngay cả nhật nguyệt cảnh cũng rất ít người làm được. Nhìn thấy Phi toa phá không, đầu trâu mặt ngựa theo phía sau đều nặng nề hừ một tiếng. Không cần phải gấp gáp, mục tiêu của bọn họ tất nhiên là Tinh Thần Hải, tới đó lại đánh lén bọn họ. Phi toa phá không, nhanh vô cùng. Chương 1033, bến tàu phách phủ. Thủy Nhạn Ngọc mắt nhìn thẳng, nhưng khuôn mặt càng ngày càng hồng, cuối cùng không nhịn được trách mắng. Móng vuốt của ngươi còn dám sờ loạn, ta liền chặt nó. Lăng Hàn cười hì hì, cũng không có thu tay lại, mà kéo cả người Thủy Nhạn Ngọc lại nói: Thê tử ta liền yêu thích dáng dấp mạnh miệng nhẹ dạ của ngươi ngoài miệng nói không muốn nhưng thân thể lại thành thật lưu manh thủy nhạn ngọc đỏ mặt trách mắng ngươi nên học chút từ mới lăn qua lộn lại đều là hai chữ này ta cũng nghe chán a à, thủy nhạn ngọc vừa định phản bác lại bị lăng hàn hôn môi lời vừa tới miệng đã biến thành rên rỉ mê người cánh tay ngọc không tự chủ được cuốn lấy cổ của lăng hàn mị nhãn mê ly như nước phi toa phá không bay về phương tây Lăng Hàn và Thủy Nhạn Ngọc cô nam quả nữ, lại củi khô bốc lửa, khó tránh khỏi khư khư ta ta, lâu lâu ôm một cái là khó tránh khỏi, chỉ là hai người đều khắc chế, không có đâm phá cửa ải cuối cùng. Cho dù có thần khí phi hành, bọn họ cũng bỏ ra 9 ngày mới chạy tới tinh thần hải. Tinh thần hải, đây là một nội hải, truyền thuyết ở rất lâu trước đây, nơi này là Bình Nguyên, một ngày nó có ngôi sao từ trên trời giáng xuống, đập trúng chỗ này, tạo thành một hải vực rộng lớn. Theo suy đoán, này là mảnh nhỏ của một hành tinh bị đánh nát, bởi vậy, ở đáy biển thường thường có thể thấy kiến trúc tràn ngập phong tình dị vực, nhưng cơ bản không nguyên vẹn, ở dưới lực va đập kinh khủng, làm sao còn có thể bảo tồn hoàn chỉnh. Bất quá, này dù sao cũng là mảnh nhỏ của một đại lục, ở trong biển rơi là tả số lớn thần thiết, phẩm chất còn tương đối cao, cái này cũng hấp dẫn rất nhiều người tới đây tìm kiếm, nếu có thể tìm được một khối thần thiết cao cấp liền phát đạt. Nếu có thể tìm được thần binh cao cấp, giá trị càng thêm kinh người. Kỳ thực còn không chỉ là thần binh thần thiết, ở đây còn có thể tìm được công pháp, linh dược, hạt giống. Có người nói còn có người tìm được khôi lỗi cao cấp, chiến lược kinh người. Nói chung, phiến nội hải này chính là một bảo tàng. Chính vì vậy, ở đây mới nảy sinh hải tặc, chuyên môn cướp người có vận khí. Đi tới sát biên giới nội hải, lăng hàn ngừng phi toa. Phiến nội hải này rất quỷ dị, đối với thần khí phi hành có hạn chế cực lớn, sẽ sản sinh trọng lực cường đại, để thần khí phi hành chìm xuống đáy, hình như là khối tinh thần rơi xuống này còn có trọng lực bản thân cực kỳ lớn ngay cả đội thuyền bình thường cũng không thể đi qua đây đi qua chỉ có thể chìm xuống muốn đi ở trên hải vực này phải sử dụng thuyền do xương ra yêu thú ở trong hải vực này chế thành mới có thể sản sinh ra sức nổi đối kháng bởi vì những yêu thú kia sinh sống ở trong hải vực này vô số năm thân thể diễn biến thay đổi đến thích ứng trọng lực lang hàn và thủy nhạn ngọc muốn tiêu diệt hải tặc tự nhiên là ở trong nội hải nhưng xào huyệt cụ thể ở trên đảo nào bọn họ lại không biết đám hải tặc kia làm việc rất cẩn thận chưa từng có lộ ra ngoài vị trí xào huyệt làm cho tiêu diệt bọn họ trở nên rất chắc trở hoàn hảo hai người lang hàn cũng không cần một mình thâm nhập lấy lực của hai người cũng không diệt hết được ổ của bọn chúng kế hoạch của bọn họ rất đơn giản gia nhập một đội tàu chờ hải tặc đến cướp đoạt bọn họ nhân cơ hội xuất thủ ngược lại nhiệm vụ của bọn họ chính là tiêu diệt hải tặc số lượng đủ là được rồi thuận tiện chúng ta còn có thể thử thời vận, đã từng có người ở đây tìm được thần thiết cấp 10. Thủy Nhạn Ngọc nói, Lam Hàn dọc theo đường đi đã nghe Thủy Nhạn Ngọc giới thiệu qua tình huống của tinh thần hải, lúc này gật đầu, cười nói. Vận khí của ta luôn luôn tốt, này thật không phải hắn thổi, bởi vì hắn khai thiên mà đến, chiếm được thiên địa khí vận gia trì, vận khí quả thực tốt hơn người bình thường vô số lần. Không nên xem thường vận khí, lúc còn ở hàng thiên đại lục, hiên viên tử quang là người có vận khí nghịch thiên, xuất môn sẽ bị linh khí vấp chân, nhảy xuống vực có thể thu được truyền thừa vô thượng. Vận khí của Lăng Hàn không có nghịch thiên như hiên viên tử quang, nhưng tuyệt đối cũng thuộc về loại người bị may mắn bao phủ. Thủy Nhạn Ngọc gật đầu, nàng có nghiên cứu tương đối với tiểu thế giới, biết khai thiên chi chủ sẽ nhận được thiên địa ban thưởng. Bao quát lực lượng đề thăng, cải tạo thể chất còn có quán chú khí vận. Đoạn đường này, lấy ngươi làm chủ, nàng nói, Lăng Hàn thu hồi xuyên vân toa, vừa cười vừa nói. Phu chính phụ vì người vốn nên nghe ta, số lưu manh, thủy nhạn ngọc hừ một tiếng, bỏ thêm một chữ số, người đã có ý mới. Lang Hàn cười nói, đi, thủy nhạn ngọc đi trước. Mục tiêu của bọn họ là bến tàu phách phủ, ở đây định kỳ sẽ có đội thuyền rời bến, dĩ nhiên phải giao một khoản phí ra khơi xa xỉ. Dù sao người ta nắm giữ đội thuyền hàng hải độc quyền ở đây a. À. Bến tàu không xa, hai người rất nhanh liền đi tới. Bởi vì người rời bến quá nhiều, nơi này là trạm tiếp tế trọng yếu nên phụ thuộc vào bến tàu cũng phát triển ra một chấn nhỏ. Khách sạn, thanh lâu, sòng bạc mọi thứ đều có, hưởng thụ ở nơi này hoàn toàn không thua thành phố lớn như Hoàng Đô. Nhưng chấn cuối cùng là chấn, ngang dọc không quá 10 dặm, ba mặt đều lấy tường cao dựng lên, trên tường còn có thần văn, hiển nhiên hiệu quả phòng ngự rất mạnh. Mặt khác là đại hải, có thể thấy có hơn 10 chiến thuyền và các đội thuyền lớn nhỏ đang đổ. Ở trong chấn, có một lá cờ kéo thật cao, phía trên vẻ một cây búa máu tươi rầm rề, chính là tiêu chí của nơi này. Hai người lăng hàn tới lối vào của trấn nhỏ, lập tức bị người ngăn lại. Mỗi người một khối chân nguyên thạch, đối phương tổng cộng có 5 người, đều khoanh tay trước ngực, ở trên người lăng hàn cùng Thủy Nhạn Ngọc quét một vòng, cuối cùng đều chăm chú vào trên người Thủy Nhạn Ngọc, đánh giá từ trên xuống dưới, hận không thể ánh mắt sinh tay, lột nàng ra sạch sẽ. Lăng Hàn hơi rời thân thể, chắn Thủy Nhạn Ngọc ở phía sau nói. Chưa nghe nói qua tiến vào bến tàu phách phủ còn phải giao tiền. Hiện tại ngươi nghe rồi, một gã tráng hán bận bạch ghi nói, "Bất quá, nếu để cho mỹ nữ phía sau ngươi hôn chúng ta một cái mà nói, vậy chỉ cần giao một khối là đủ." Lại một tráng hán cười nói, khuôn mặt dâm tà, "Hắc hắc, nếu như chịu cho ta làm một đêm, lão tử nguyện ý cho lại một khối chân nguyên thạch." Ha 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 ha, năm người này đều cười ha hả. Chương 1034, tiến vào trấn. Ở trong hoàng đô mặc dù có loại hậu duệ quyền quý như Triệu Luân, Sa Nguyên, La Phách. Tác phong hành sự thập phần bá đạo, nhưng dù sao nơi đó cũng là dưới chân thiên tử, dù có quá phận cũng giới hạn trong cấp bậc ăn chơi chắc táng. Ở đây, là nhược nhục cường thực, thói xấu của nhân tính phóng lớn đến cực hạn. Thế giới của võ giả, nắm tay là vương, thực lực phi tôn. Tiểu nương tử dáng dấp thực là đẹp, không nghĩ tới ở địa phương thiên giã lại còn có mỹ nữ như vậy, đến, cười cho đại gia một cái một gã tráng hán nhịn không được, đưa tay đẩy Lăng Hàn ra, đi đùa giỡn Thủy Nhạn Ngọc. Sắc mặt của Lăng Hàn không khỏi đen lại, cười cho đại gia một cái là lời kịch của hắn có được hay không, hiện tại lại bị một nhân vật như Du Côn nói ra, chẳng phải là kéo đẳng cấp của hắn xuống. Hắn đưa tay, nắm lấy cổ tay tráng của hắn kia nói. Ngay cả vợ của ta cũng dám đùa giỡn, các người thật to gan. Sát, lại dám hoàn thủ, tráng hắn kia sừng sốt, chợt phung kiếm, lại phát hiện tay của mình như bị sắt kẹp, căn bản không thể động đậy. Hắn hung tính đại phát, tay kia quất tới Lăng Hàn. Hừ, Lăng Hàn run tay một cái, ba ba ba, thanh âm xương bể nát truyền ra, chỉ thấy cả cánh tay trắng của hắn kia như bột mì, mềm nhũn, tất cả đầu khớp xương đã bị chấn nát bấy. A, à, tráng hắn kia sừng sốt một lúc mới phản ứng được, chợt thảm kêu lên. Thật to gan, lại dám tổn thương người của Hắc Ngũ Bang chúng ta. Bốn gã đại hán khác giận tím mặt, đều rút binh khí ra, vây hai người Lăng Hàn lại năm người này đều ở sơn hà cảnh nhưng chỉ là tiểu cực vị mà thôi hai tiền kỳ hai hậu kỳ chỉ có một đạt tới đỉnh phong thủy nhạn ngọc đứng ra chiến ý hừng hực nàng bởi vì phát chước tài ở trên đấu giá hội cũng mua lại ba khối sơn hà thạch hơn nữa còn mua một ít linh dược tu vi bây giờ đã trực bức tiểu cực vị đỉnh phong đang nóng lòng muốn thử muốn biết thực lực của mình để thăng bao nhiêu bốn người này có thể nói là tự đưa mình tới cửa nàng quát một tiếng trường kiếm tuôn ra nhẹ nhàng như tiên tử quyến rũ lại như ma nữ. Bốn người kia nguyên bản còn đắm đuối, nhưng Thủy Nhạn Ngọc tước ra một kiếm, bọn họ nhất thời lộ vẻ kinh hãi, nào còn có ý nghĩ kỳ quái trong đầu, vội huy động binh khí đón đánh. Dù cho ở trong Sích Thiên Học viện, thiên tài nhất tinh cũng hiếu hạn, nhìn khảo hạch nhập học lần này của Bắc phân viện sẽ biết, đi qua tầng năm chỉ có hai mươi mấy người mà thôi. Nhưng Sích Thiên Học viện là nơi hội tụ thiên tài trẻ tuổi của toàn bộ loạn tinh hoàng triều, so sánh như thế, liền có thể thấy thiên tài nhất tinh hiếm thấy. Thủy nhạn ngọc chính là trên nhất tinh, không đủ nhị tinh, nhưng đây cũng không phải cố định, thời gian tới khả năng dảo bước tiến lên nhị tinh, cũng có thể thối lui đến nhất tinh. Bất quá cộng thêm thần khí trong tay, chiến lược của nàng bây giờ có thể trên nhị tinh. Trái lại bốn người khác, chỉ là hạng người tầm thường, cũng không có năng lực vượt cấp chiến đấu. Bởi vậy, cho dù là lấy một địch bốn, nhưng Thủy Nhạn Ngọc lại chiếm cứ chủ động, ưu thế hết sức rõ ràng. Dù sao, nàng chính là có hai tiểu cảnh giới áp chế, một trọi bốn cũng dễ dàng. Leng keng leng keng, nàng thập phần cường thế, Tiếu Dung ngưng tụ thành băng, so với Lăng Hàn, nàng tự nhiên càng thêm phẫn nộ chuyện bị người đùa giỡn. A à, a, à, Tráng Hán bị Lăng Hàn bắt được sợ ngây người, lúc này mới ý thức được hai nam nữ này không dễ chọc, dưới giật mình, tựa hồ ngay cả cánh tay đau đớn cũng không cảm giác được, thẳng đến bị Lăng Hàn tát một cái, hắn mới lại kêu thảm lên. Câm miệng, Lăng Hàn quát một tiếng, "Ta hỏi ngươi đáp, nếu để cho ta có chút không hài lòng, ta trước phế người một cánh tay, lại đoạn hai đùi, minh bạch chưa? Vâng, trên đầu tráng hắn kia đều là mồ hôi lạnh, nhưng từ thanh âm lạnh lùng của lăng hàn, để hắn không chút nghi ngờ đối phương là một người sát phạt quả quyết, vội nhịn xuống đau nhức đáp. Trong lòng hắn thầm kêu không may, sớm biết đôi nam nữ này cường thế như vậy, đánh chết hắn cũng không lên trêu chọc. Nói một chút, trong trấn này có bao nhiêu thế lực, nhà nào mạnh nhất? Lăng Hàn hỏi, đi tới một địa phương xa lạ, chuyện thứ nhất chính là biết rõ ràng cách cục thế lực của nơi này tráng hán kia vội tổ chức tâm tư một chút lúc này mới nói đừng nhìn bến tàu phách phủ không lớn nhưng bởi vì rất nhiều người rời bến ở đây cũng cất dấu lợi ích kinh người hấp dẫn rất nhiều thế lực lớn nhất đương nhiên là người sở hữu bến tàu phách phủ dương gia dương gia gia chủ tên thông thiên tu vi nhật nguyệt cảnh đại cực vị phóng tới hoàng đô cũng có thể xếp vào thế lực tứ lưu tương đối bất phàm Phách phủ là sương hào gia chủ đời thứ nhất của Dương gia, từ nghìn vạn năm trước, Dương gia liền đặt chân tới đây, lịch sử còn dài hơn loạn tinh hoàng triều. Truyền thừa đến thế hệ của Dương Thông Thiên đã tiếp cận trăm đời. Mỗi một đời Dương gia gia chủ sẽ kế thừa sương hào phách phủ cùng thần khí phách phủ, phẩm chất cao tới cấp 8, có thể đối kháng nhiệt nguyệt cảnh đại viên mãn. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà Dương gia có thể tỏa chấn nơi này, nghìn vạn năm không suy. Nơi đây, tất cả đội thuyền đều ở dưới sự khống chế của Dương gia mà võ giả rời bến mang theo thu hoạch trở về, dương gia cũng sẽ thu mua trước tiên, thông thường có thể lấy giá tiền thấp nhất ăn vào. vô số năm qua, thế lực dương gia cường đại, không thể dao động. dương gia ăn thịt, dĩ nhiên cũng sẽ lưu chút canh cho người khác. bởi vậy, ở đây còn có năm bang phái, phân biệt khống chế các loại làm ăn như thanh lâu, sòng bạc, khách sạn. trong chấn nhỏ, vì tranh đoạt khách hàng, những thế lực này bình thường cũng đánh nhau không ít, người chết là chuyện bình thường. Ở đây không có sinh tử lôi đài gì, một lời không hợp liền có thể đao kiếm tương hướng, động chỉ biết phân ra sinh tử. Cũng vì vậy, sinh ý của khách sạn nơi này mới sẽ vô cùng tốt, bởi vì vào ở khách sạn, người sẽ được khách sạn bảo hộ, không cần lo lắng khuya khoát có người mò đến bên giường chém đầu của ngươi xuống. Dĩ nhiên, khách sạn ở đây thu lệ phí rất xa xỉ, vẫn có rất nhiều người vì tiết kiệm tiền, tùy tiện ở trên đường tìm cái góc nào đó nghỉ ngơi một chút, bất quá đa số không còn đứng lên nữa, tài vật trên người dĩ nhiên cũng bị cướp sạch sẽ. Hắc ngũ bang, chính là một trong năm bang phái dưới trướng dương gia, khống chế năm khách sạn, ba sòng bạc cùng hai thanh lâu trong trấn. Trường 1035, miệng tiện, lão đại của thế lực này gọi Khương Cát, cường giả nhật nguyệt cảnh trung cực vị, còn là tiền kỳ, trung kỳ hay hậu kỳ thì không biết, ngược lại rất nhiều bức là được. Bất quá, gần đây hắc ngũ bang và đại thừa bang đấu với nhau lợi hại, song phương đều tổn thất thảm trọng, bởi vậy hắc ngũ bang mới có thể không tiết tháo chạy đến cửa chính thu phí ra vào, phụ chi tiêu. Nhật Nguyệt cảnh A, hiện tại đánh không lại, Lăng Hàn thì thào nói, đừng nói hiện tại hắn chỉ là trung cực vị, dù đã tới đại viên mãn cũng không thể địch nổi Nhật Nguyệt cảnh, đạo hạm này được xưng lạch trời, chưa từng nghe nói thiên tài nào có thể vượt qua đại cảnh giới chiến thắng đối thủ. Như vậy, khách sạn của hắc ngũ bang là không thể ở. Hắn nhìn về phía Thủy Nhạn Ngọc nói, thê tử, đừng đùa nữa, chúng ta nhanh đi vào. Kỳ thực thủy nhạn ngọc sớm có thể chiến thắng bốn người kia, chỉ là nàng muốn thử các loại kỹ xảo của mình một chút, lúc này mới lấy bốn người kia bồi luyện. Bị lăng hàn gọi như thế, nàng cũng mất đi hứng thú, lúc này thần kiếm vãn một kiếm hoa, bạo phát ra toàn lực. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch, bốn người kia nhất thời bị chém bay, ngực có tiên huyết chảy ra, đều bị thương nặng, nhưng không chết. Nàng tuyệt không phải người lỗ mãng, ở đây quang hoàn của thủy gia không sử dụng được, đệ tử của sích thiên học viện cũng sẽ không có tác dụng bảo hộ, bởi vậy có thể không đắc tội chết thì không cần đắc tội chết bọn họ ở cửa vung tay như thế tự nhiên không có khả năng không ai thấy nhưng người đi qua đều làm như không thấy giống như chuyện này quá bình thường vậy loạn này là đều là khách ngũ hồ tứ hải không thể nghĩ bởi vì hoàng đô trật tự nghiêm minh mà thiên hạ sẽ thái bình thịnh thế được lăng hàn cùng thủy nhạn ngọc vào trấn bọn họ đi bến tàu trước biết được đội thuyền nơi này mỗi ba ngày mới có thể rời một chuyến vừa khéo chuyến mới nhất ngày hôm qua đã ra khơi bọn họ muốn rời bến mà nói, vậy phải chờ thêm hai ngày. Bởi vậy, hai người trước đi tìm chỗ ở lại, khách sạn của Hắc Ngũ Bang đương nhiên là không thể ở, Lăng Hàn cố ý đi tìm khách sạn của Đại Thừa Bang, hai nhà đang đánh cho lửa nóng, vậy hắn đắc tội Hắc Ngũ Bang cũng không sợ đối phương cấu kết với Đại Thừa Bang, nửa đêm mưu tài sát hại tính mệnh. Khi bọn hắn tiến nhập khách sạn, thân thể gợi cảm mê người của Thủy Nhạn Ngọc lập tức hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, có một chút càng không che giấu dục vọng chút nào. Mỹ nữ là tài nguyên bình thường nhất của hợp ninh tinh, chỉ cần đạt đến sơn hà cảnh, muốn cưới một mỹ nữ làm vợ thực sự là quá dễ dàng. Nhưng mỹ nữ cũng có ba bảy loại chi phân, thân phận địa vị bất đồng, cũng sẽ để lực hấp dẫn của mỹ nữ sản sinh biến hóa bất đồng. Đồng dạng là một nữ nhân, con gái rượu cùng công chúa hoàng thất, vậy cảm giác chinh phục có thể như nhau sao? Mà như Thủy Nhạn Ngọc, không chỉ dáng dấp xinh đẹp động nhân, còn có một khí chất trời xanh quyến rũ, mọi cử động phong tình vạn trùng, để người thần hồn điên đảo hơn nữa nàng có tu vi thần cấp tự nhiên thành tiêu điểm cho chúng nhân chú mục vưu vật như vậy ai thấy sẽ không động tâm nữ nhân thật xinh đẹp xem cái mông vừa tròn vừa vĩnh thật muốn đi tới sở một cái hắc hắc ngực cũng thật lớn lão tử phỏng chừng một tay cầm không hết trong sảnh có rất nhiều người đang dùng cơm một ít người đã miệng đầy ô uế nói ánh mắt của lăng hàn phát lạnh theo dõi một người trong đó tiểu tử nhìn cái gì vậy đó là một trung niên nam tử nhìn qua chừng 40, thân dài trắng kiện, trên mặt tất cả đều là vẻ dữ tợn. Hắn lại còn mặc một trường bào đỏ thấm, có vẻ chẳng ra cái gì cả. Hắn chỉ vào Lăng Hàn nói, nhìn nữa, lão tử đánh chết ngươi. Lăng Hàn, Thủy Nhạn Ngọc nắm hắn lại, không muốn để cho hắn động võ ở đây. Lăng Hàn lắc đầu, giật tay nàng lại, tiếp đó đi tới trung niên nam tử kia. Tiểu tử, xung quanh giận dữ vì hồng nhan sao, trung niên nam tử cười lạnh nói, Ngươi là nhị thế tổ của gia tộc nào đi, mới để cho ngươi chiếm được mỹ nữ như vậy. Thiết, không có gia thế như vậy, ngươi xứng sao? Hắn tràn đầy đố kỵ, mắt có chút hồng, nghĩ tới hắn chính là Sơn Hà Cảnh Đại cực vị, lại căn bản không có diễm phúc như Lăng Hàn. Một mớ tuổi sống ở trên thân chó, nói không giữ miệng, vậy cái miệng này có ích lợi gì? Lăng Hàn sái bước đi y qua, trên mặt tất cả đều là sương lạnh. Hắn và Thủy Nhạn Ngọc phải ở chỗ này hai ngày, nếu hắn không lập uy mà nói, tránh không được còn muốn bị những người này miệng tiện, chiếm tiện nghi của Thủy Nhạn Ngọc. Miệng thật cứng, trung niên nam tử kia cười lạnh, thanh niên, ngày hôm nay bổn đại gia hảo hảo dạy ngươi một chút, không có ra thế, ngươi cái gì cũng không phải. Hai người dương cung bạt kiếm, hết sức căng thẳng, những người khác đều hi hi ha ha ở một bên xem cuộc vui. Việc này không liên quan tới mình tự nhiên ai cũng sẽ không can thiệp vào. Mà chủ quán cũng không có ngăn cản, nhiệm vụ của bọn họ chỉ là phòng ngừa có người ngoài tới quấy rối hai người này đương nhiên là tự muốn đánh nhau vậy đánh chết cũng không quan hệ dĩ nhiên nếu trung niên nam tử kia hay lăng hàn nhờ giúp đỡ mà nói bọn họ sẽ ngăn cản chiến đấu lăng hàn đã đến gần hắn động nộ khí thế tán ra có một loại oai khiếp người đây là bởi vì thần thức của hắn mạnh hơn trung cực vị thông thường lại được bất diệt thiên kinh thiên truy bách luyện tự nhiên như một kiện thần binh muốn chết trung niên nam tử kia vỗ một cái tát đánh thẳng tới ót của lăng hàn mặc dù hắn nói muốn giáo huấn lăng hàn nhưng vừa ra tay chính là chiêu sát nhân. Ai tin tưởng hắn nói thì quá ngây thơ rồi. Lăng Hàn hừ một tiếng, đồng dạng huy ra một trường, nghênh đón tay của Trung niên nam tử. Ba, hai trường va chạm, nhất thời, một thanh âm thật lớn vang lên, chỉ thấy một đạo sóng gợn mà mắt thường có thể thấy được bắn ra, nhất thời chấn bay vài cái bàn ở phụ cận. A, à, Trung niên nam tử kia phát sinh tiếng kêu thảm thiết, hắn chỉ cảm thấy tay mình như vỗ vào thần thiết, chấn đến xương tay của hắn nứt ra, khó chịu không cách nào hình dung. Hắn hoảng sợ nhìn Lăng Hàn, làm sao cũng không thể nào tin nổi. Thanh niên mới trung cực vị kia cư nhiên có lực lượng lớn như vậy. Hắn chính là đại cực vị sơ kỳ a. Hắn lùi lại một bước, tay phải ngưng hóa thành nắm tay, lại quất tới Lăng Hàn. Lăng Hàn đồng dạng hóa quyền, một quyền đối oanh. Chương 1036, đánh bể. Thình thịch, nhất thời, thân hình của trung niên nam tử lay động, đang 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 lùi lại bảy bước, đụng phải cái bàn phía sau, dưới lực lượng hộ thể va chạm, trực tiếp hóa thành gỗ vụn hắn vẫn không có ngừng thế lui, cho đến gần một cái bàn có người, bị người kia phất tay giữ lại, cuối cùng mời ngừng được. T, hắn nghe răng, giơ tay lên nhìn, chỉ thấy trên nắm tay hãm xuống một đoàn. Hiển nhiên, đầu khớp xương khẳng định bị cắt đứt, bằng không không có khả năng xuất hiện vết thương như vậy. Thực sự là gặp quỷ, làm sao có thể có thể phách như vậy. Trung niên nam tử vừa sợ vừa giật, nguyên bản võ giả tối kỵ gần người giao đấu, hắn là khi dễ cảnh giới của lang hàn không bằng mình không nghĩ tới hai lần đối oanh hắn đều liên tục chịu thiệt để hắn hối hận không gì sánh được tiểu tử này chắc là chuyên tu thể phách nên phòng ngự mới có thể đáng sợ như vậy hắn càng thêm khẳng định thân phận của lăng hàn nhất định là truyền nhân của đại thế gia nào mới có nhiều tài nguyên rèn luyện thể phách như vậy phải biết rằng để thăng thể phách tới thần cấp điều này cần cái giá cao đến kinh người mỗi ngày đều phải lấy thần dược chân quý tắm rửa ngày qua ngày trải qua vô số năm mới có thể làm được bằng không Người người đều biết thể phách mạnh mẽ có lợi thật lớn, nhưng vì sao tu người thành thần thể ít như vậy? Không phải không muốn, mà là căn bản làm không được. Trung niên nam tử kia đố kỵ đến phát cuồng, cảnh giới của thanh niên này thấp hơn mình, lại có thể phách mà mình ước mơ tha thiết, có nữ nhân xinh đẹp, toàn bộ bởi vì xuất thân của đối phương, có một gia thế tốt mà thôi. "Chết!" hắn hét lớn một tiếng, ông, một tiếng gầm từ trong miệng hắn phát sinh, hóa thành hình người, dương động một cây gậy, nhắm đầu của Lăng Hàn gõ qua hắn cuối cùng học được giáo huấn, một kích này kéo ra cự ly đấu với Lăng Hàn. Loại vũ khí âm ba, Lăng Hàn hơi kinh ngạc, loại vũ khí này rất hiếm thấy, không nghĩ tới mới đến đây cư nhiên đã bị hắn gặp phải. Nhưng vô luận vũ khí gì, cuối cùng vẫn phải xem thực lực người sử dụng, hắn tự nhiên không sợ. Hưu, hắn giết qua, muốn trực đảo Hoàng Long, âm ba hóa thành nhân hình gõ tới một côn, Lăng Hàn chỉ khoát tay, hất cây côn qua, thình thịch, thân hình của hắn hơi dừng lại một chút, nhưng côn oai cũng bị hắn hóa giải hắn nhìn xuống cánh tay chỉ thấy quần áo bị phá trên da cũng lưu lại một dấu vết nhợt nhạt dù sao cũng là đại cực vị không thể khinh thường hắn chỉ cảm khái một chút nhưng để người bàng quan đều kinh ngạc không gì sánh được uy 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 tiểu tử này chỉ là trung cực vị lại có thể chính diện đối kháng với đại cực vị sơ kỳ lô kỳ vĩ còn để lô kỳ vĩ ăn một chút thua thiệt thực lực này thật có chút kinh người ít nhất là thiên tài nhất tinh thể phách càng kinh người tất nhiên là con em của đại thế gia, từ nhỏ lấy các loại thần dược luyện thể. Ý nghĩ của bọn họ không khác lô kỳ vĩ, đều nhận định Lăng Hàn là đệ tử của đại thế gia, mới có thể có thể phách mạnh mẽ như thế, thậm chí càng bởi vì. Điểm này, mới để hắn trở thành thiên tài nhất tinh. Người ở đây, cơ bản đều là tán tu, không có suốt thân tốt, nhất thời tràn đầy đố kỵ với Lăng Hàn. Chết, 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 lô kỳ vĩ không ngừng di động thân hình, một bên liên tục há mồm rít gào, âm ba một đạo đón một đạo đánh ra, đều hóa thành nhân hình, huy côn đánh tới Lăng Hàn. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch, một côn đón một côn, mặc dù này không cách nào tạo thành thương tổn cho Lăng Hàn, nhưng dù sao cũng là một vị cường giả đại cực vị xuất thủ, xanh xanh ngăn trở Lăng Hàn, để hắn không thể gần người. Ha 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 ha, thanh niên, người xuất thân tốt chỉ cho cơ sở của ngươi siêu việt những người khác, nhưng chiến đấu còn phải xem kinh nghiệm. Lô Kỳ Vĩ cười to nói, ta chiến đấu đến nay, đã có 21 vạn năm, ngươi làm sao so với ta? Lăng Hàn không khỏi líu lưỡi, đối với một người từ tiểu thế giới đi ra mà nói, đã quen cực hạn sinh mệnh của thường nhân, coi như là phá hư cảnh cũng chỉ có thể sống trên ngàn năm. Dù cho hắn đã nhảy vào chung cực vị, nhưng vẫn không có thả mình tới vị trí đồng dạng. Sinh mệnh cực hạn của hắn đã đạt đến 20 vạn năm, từ điểm đó mà nói, tuổi của hắn còn trẻ đến đáng sợ. Hắn cười nhạt nói, phải không, xem ta đập nát khuôn mặt tiểu bạch kiểm của ngươi, nhìn ngươi còn có thể cười như vậy hay không? Lô kỳ vĩ giống to hơn, ông, lúc này âm ba nhân hình lớn hơn nhiều gấp ba, còn cầm một thanh lợi kiếm. Âm ba gào thét mà đến, trường kiếm mà thứ, đâm thẳng tới mặt của Lăng Hàn. Lăng Hàn hừ một tiếng, vươn tay phải ra, nhẹ nhàng nhấn một cái, ông, phát động trọng lực thần văn, thân hình âm ba nhân rơi xuống, động tác hoàn toàn biến hình. Thình thịch, một kiếm này của âm ba nhân trực tiếp chém lên mặt đất, nhất thời chém sàn nhà ra một cái động lớn, bụi bao phủ, để rất nhiều người huy tay lên, ngăn cản bụi xâm lấn nhưng cũng có mấy người ngồi ngay ngắn bất động, bụi di động đến, lại bị một tầng bình chướng vô tận cản lại, không thể tiến thêm. Mấy người này nhìn như phổ thông, nhưng nhìn kỹ mà nói, sẽ phát hiện trong thân thể của bọn họ cất dấu khí tức đáng sợ, một khi bộc phát mà nói, có thể đơn giản nghiền bất kỳ một sơn hà cảnh nào thành cho. Bọn họ là cường giả nhật nguyệt cảnh, cái gì, lô kỳ vĩ kinh hãi, kích vừa nãy kia là đại chiêu của hắn, nhưng cư nhiên bị lăng hàn hóa giải, điều này làm cho hắn không thể tiếp thu. Lăng hàn truy kích, đánh ra một quyền hừ tuy lô kỳ vĩ khiếp sợ nhưng sẽ không khoanh tay chịu chết thân hình vội vã rút lui vừa há mồm phun ra âm ba công kích chỉ là lang hàn đã động thật chút âm ba này còn có thể uy hiếp gì sao trọng lực thần văn phát động chút âm ba kia đều bị đè ép thậm chí trực tiếp vỡ nát phải biết rằng sơn hà thạch đặc biệt chính là trí chí bảo thu hoạch lại khó như vậy uy lực sao sẽ giản đơn lang hàn lấy trọng lực thần văn ảnh hưởng thân pháp của lô kỳ vĩ trong nháy mắt đã kéo gần cự ly của hai người, một quyền nặng nề đập tới. Lô kỳ vĩ ra tay chống đỡ, nhưng ở dưới ảnh hưởng của trọng lực, hắn xuất thủ cũng chậm một nhịp, bị một quyền của lăng hàn cường thế đột nhập, nặng nề đánh lên mặt của hắn, nhất thời, bắp thịt trên mặt hắn từng tầng ba động, tiếp đó hé ra. Hắn bị đánh bay ra ngoài, mắt thấy sẽ đụng vào một cây cột, nhưng có người nhanh nhảy lại, đưa tay nắm lấy hắn, bằng không, nếu cây cột bị đụng gãy mà nói, lầu này cũng coi như xong chương 1037, Hắc Ngũ Bang đánh tới thượng. Chúng nhân nhìn lại Lô Kỳ Vĩ, không khỏi hoảng sợ, nửa bên mặt của hắn đã không còn, có thể tinh tường thấy xương gảy, thịt vụn, huyết tinh không gì sánh được. Được rồi, đánh tiếp nữa sẽ xảy ra án mạng, nắm Lô Kỳ Vĩ chính là một lão giả dâu bạc, vừa nãy căn bản không có người thấy hắn ở nơi nào, như đột nhiên xuất hiện vậy. Hắn là cường giả nhật nguyệt cảnh, lúc này khí thức hiện ra hết hoàn toàn, phía sau có một vòng nhật nguyệt hoàn chỉnh, cho thấy hắn chính là tiểu cực vị đỉnh phong. Tiền lão, gặp qua tiền lão, rất nhiều người đều cung kính hành lễ, lão giả này họ tiền, tên ý, chính là một gã nguyên lão của đại thừa bang. Chớ nhìn hắn mặt mũi hiền lành, nhưng nổi danh sát tinh, thủ đoạn tàn nhẫn, người chết trong tay hắn vô số kể. Lăng Hàn cũng không có thừa thắng truy kích, hắn chỉ là muốn lập uy mà thôi, miễn cho chúng nhân ô ngôn uế ngữ với Thủy Nhạn Ngọc. Hắn nhìn tiền ý khẽ gật đầu, tiếp đó đi tới quầy hàng nói chúng ta muốn ở trọ, muốn một gian hay hai gian? Trưởng quỹ hỏi, một gian, hai gian, câu trước là Lăng Hàn nói, nhưng Thủy Nhạn Ngọc vội vã sữa chưa? Một gian, Lăng Hàn ôm Thủy Nhạn Ngọc, để thân thể mềm mại của nàng nhũn ra, phản bác đến miệng cũng hóa thành bạch nhãn mê ly, làm người ngây ngất. Một ngày một khối chân nguyên thạch, trong lúc ở trọ, tuyệt đối bảo chứng an toàn, bất quá, nếu người muốn đánh nhau với người khác, vậy thì khác rồi. Phiên phức, trước dự chi 10 ngày phí dụng, ở không hết mà nói, thứ cho không trả lại, 10 ngày sau nếu như còn muốn tiếp tục ở, vậy lại thêm 10 khối. Trưởng quỹ nói, thật hắc, ở đây 3 ngày thuyền rời bến một lần, thông thường người ta chỉ ở 2-3 ngày, nhưng hắn phải giao tiền thuê trong 10 ngày, còn không lấy lại khoảng dư được. Lăng Hàn móc ra 10 khối chân nguyên thạch đưa tới, này với hắn mà nói chỉ là tiền lẻ, thật không quan tâm lắm. Thiếu ra, tiểu nhân dẫn đường cho ngài, một gã tiểu nhị ở bên cạnh nói. Hắn dẫn hai người Lăng Hàn lên lầu, này tổng cộng có 5 tầng, bọn họ đi tới tầng thứ tư. Gian phòng tuyệt không tính hoa lệ yêu nhã, nhưng ở khách sạn mục đích là vì an toàn, ở chỗ này tương đương với có đại thừa bang che chở, trừ khi Dương ra mở miệng muốn người, bằng không ở đây là tuyệt đối an toàn. Hai vị dự định nghỉ ngơi một chút, hay là đi xuống lầu dùng cơm? Tiểu nhị hỏi, nghỉ ngơi, được, vậy tiểu nhân không quấy dày nhị vị nữa. Tiểu nhị lui ra ngoài, cũng đóng cửa lại. Trong phòng nhất thời chỉ còn lại có hai người, thủy nhạn ngọc thấy lăng hàn nhích lại gần vội lộ ra vẻ cảnh giác nói ngươi chớ làm loạn lăng hàn cười ha ha một tiếng nói trong đầu ngươi nghĩ là cái gì vậy hắn lấy thần thức truyền âm nói ngươi không phải biết ta có không gian thần khí sao hiện tại mang ngươi vào kiến thức một chút thủy nhạn ngọc nhất thời lộ ra ý động không gian thần khí a thần vật chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết ngay cả nữ hoàng bệ hạ cũng không có khả năng có không nên chống cự thần của ta thức lăng hàn nói ừ ngô Thủy nhạn ngọc gật đầu, ai ngờ bị lăng hàn hôn lên, để cho nàng phát ra tiếng ô ô, vội đưa tay đẩy, nhưng hai tay càng ngày càng vô lực, trầm mê ở trong nụ hôn nồng nhiệt của lăng hàn. Bị hôn tâm hoảng ý loạn, tự nhiên mất hồn mất vía, bị lăng hàn đơn giản thu vào trong hắc tháp. Nàng vẫn còn chưa phát giác ra, thẳng đến lăng hàn buông lỏng miệng, qua một hồi lâu nàng mới hồi phục tinh thần lại, sẵn giọng Đồ lưu manh, ngươi lại đùa giỡn, còn chưa nói hết câu, nàng liền cứng họng, bị tràng cảnh trước mắt dọa khiếp sợ đây là một thế giới rộng vô ngần có dược điền thành phiến có núi xanh bích thủy có linh cầm tiên hạc tiên vụ lượn lờ giống như nhân gian tiên cảnh thủy nhạn ngọc bị trùng kích to lớn nàng chưa từng gặp qua không gian thần khí lẽ nào đều lớn như thế sao đây cũng không phải hai chữ không gian có thể hình dung mà là một thế giới lang hàn mỉm cười nói nơi này người còn hài lòng không ừ ừ thủy nhạn ngọc liên tục gật đầu trên mặt tràn đầy kinh hỉ nhưng nàng lập tức cả kinh nói chúng ta đều vào đây không gian thần khí sẽ bị người phát hiện a à. sẽ không lăng hàn cười lắc đầu ta gọi cái này là hắc tháp bởi vì ngoại hình chính là một lầu tháp chín tầng màu đen nhưng chỉ có ta mới có thể thấy bởi vì quá nhỏ giống như giới tử nên trừ ta ai cũng không có khả năng phát hiện một vật còn nhỏ hơn bụi bặm thủy nhạn ngọc tin tưởng bởi vì nàng chỉ thấy qua lăng hàn đột nhiên tiêu thất mặc kệ nàng tìm kiếm làm sao cũng không cách nào tìm được vậy có món bảo vật này chẳng phải chúng ta luôn đứng ở thế bất bại sao? Nàng ngạc nhiên nói, thê tử nói không sai, lăng hàn không khách khí ôm nàng, mới vừa rồi còn thật không có hôn đã nghiền. Đồ lưu manh, thủy nhạn ngọc nhẹ giọng lầm bầm, lại không có giấy rùa quá mãnh liệt, mắt thấy trí bảo như vậy, cảm xúc của nàng cũng dâng trào, có một loại tình cảm mãnh liệt dập dờn. Hai người liều chết dây dưa, thẳng đến lúc sắp sát thương cướp cò mới dừng lại. Dẫn người đi xem đồ tốt, lang hàn dẫn thủy nhạn ngọc đi tới địa phương trồng luân hồi thụ, Thủy nhạn ngọc mở to mị nhãn, chính là phiến đất trống này sao? Không không không, tiếp qua không lâu, ở đây sẽ có một gốc luân hồi thụ. Lang hàn rào rạt đắc y nói, thủy nhạn ngọc sửng sốt, chính là hạt giống luân hồi thụ trước kia người đấu giá sao? Nhưng người không biết sao, này cần 12.000 tỷ năm mới có thể chân tránh lớn lên. Hắc hắc, yên tâm, tuyệt sẽ không chờ đến người già đâu. Lang hàn cười to, nhéo nhéo mặt của nàng, tối đa 3 năm, luân hồi thụ này có thể phát huy kỳ hiệu đến lúc đó người tu luyện ở nơi này, một ngày liền có thể bằng một đời. Thủy Nhạn Ngọc có chút hoài nghi, dù sao người ta đã nói, này cần 12 ngàn tỷ năm mới có thể lớn lên, nhưng vấn đề là, người ta có không gian thần khí sao? Ngay cả thần khí như vậy cũng có, lại có một ít năng lực không thể tưởng tượng nổi cũng không có gì a. À. Nàng lựa chọn tin tưởng Lăng Hàn, quả nhiên, ngươi là một người có đại khí vận, Thủy Nhạn Ngọc gật đầu nói, có thể khai thiên mà đến, đây há là người tầm thường. Lăng Hàn cười hắc hắc nói, đó là dĩ nhiên, bằng không sao có thể có yêu tinh xinh đẹp như người yêu thương nhung nhớ chứ. Ai, ai yêu thương nhung nhớ, da mặt của Thủy Nhạn Ngọc còn có chút mỏng, không quen bị Lăng Hàn đùa giỡn, khuôn mặt đỏ bừng, mắt hạnh như nước, mềm mại đáng yêu đến làm cho lòng người mềm nhũn. Trường 1038, Hắc Ngũ Bang đánh tới hạ. Người cái đổ lưu manh, nàng nhớ tới chuyện bị Lăng Hàn nhìn trộm tắm, không khỏi sinh giận, giờ nắm tay đánh tới Lăng Hàn. Chút lực lượng này sao bị Lăng Hàn để vào mắt, một cái nhào tới, hắn liền đè lên yêu tinh mê người này, hai người lăn ở trên cỏ, rất nhanh lại hôn nhau. Một đêm đi qua, sáng sớm ngày thứ hai, Lăng Hàn và Thủy Nhạn Ngọc xuống lầu ăn điểm tâm. Tuy đêm qua không có tiêu hồn với Lăng Hàn, nhưng hai người ôm nhau mà ngủ, thân mật như phu thê, để cho khuôn mặt của nàng vẫn phiếm hồng, như nhuộm hồng hà, xinh đẹp đến kinh người. Bởi vậy, nàng vừa đi xuống lầu như thế, nhất thời hấp dẫn vô số ánh mắt, không ít người gắt một cái, thầm nói Lăng Hàn thực sự là đời trước tu được phúc khí, cư nhiên có thể cùng vư vật như thế cộng độ đêm xuân. Chỉ là nếu như đổi thành bọn họ mà nói, có yêu tinh xinh đẹp như vậy còn chạy đến đây làm chi? Mỗi ngày ở phía sau cánh cửa IAA là đủ rồi. Bởi vì ngày hôm qua Lăng Hàn lập uy, nên hiện tại không người nào dám nói khinh bạc, nhưng vẫn có không ít người lấy ánh mắt sỗ sàng, hung hăng nhìn khuôn mặt, ngực, mông, chân dài của Thủy Nhạn Ngọc, hận không thể để ánh mắt mọc tay. Tu đến thần cảnh, thân thể hoàn toàn thoát khỏi phàm thai, không cần ăn uống, chỉ cần có linh khí hấp thu, như vậy liền sẽ không chết đói, chết khát, có thể sống bình thường đến lúc thọ nguyên khô kiệt mới thôi. Nhưng võ giả tu hành tuyệt không phải vì chịu khổ, tựa như ngủ cũng không nhất định, nhưng mỗi người vẫn theo thói quen ngủ, bởi vì này có lợi với thân thể. Mà ăn uống là thỏa mãn ăn uống chi dục, đây là một loại hưởng thụ. Lăng Hàn và Thủy Nhạn Ngọc gọi một phần bữa sáng, rất đơn giản chỉ có vài cái bánh bao cộng thêm một ly sữa đậu nành may này là miễn phí nếu còn muốn thu mấy khối chân nguyên thạch mà nói tất cả mọi người sẽ giơ chân không xong rất nhiều người của hắc ngũ ban giết lại đây có phục vụ đột nhiên vào tới mang theo vẻ mặt sợ hãi nói năm thế lực lớn bình thường ẩu đả mỗi lần đều sẽ chết một ít người có khi lần này sẽ phát sinh ở trên đầu của mình cái gì rất nhiều tiểu nhị trong điếm lập tức lấy ra binh khí đều đoạt ra cửa chính hai thế lực lớn vì tranh đoạt địa bàn gần đây mùi thuốc súng đặc biệt lớn, cách 2-3 năm sẽ phát sinh kịch chiến, bởi vậy, đại thừa bang cũng sớm có chuẩn bị, lập tức tiến vào trạng thái. Trong lòng lăng hàn khẽ động, cùng Thủy Nhạn Ngọc đi tới cửa chính xem náo nhiệt. Trên đường tới mười mấy người, đều bận hắc y, mỗi người lộ ra khí tức hung tàn, nhưng đều là sơn hà cảnh, không có ai đạt đến nhật nguyệt cảnh. Này là dĩ nhiên, nhật nguyệt cảnh, coi như là tiểu cực vị, đặt ở hoàng đô cũng có thể xưng một tiếng cao thủ, có thể tiến nhập xích thiên học viện làm trưởng lão ở bất kỳ một gia tộc nào cũng là trụ cột vững vàng bến tàu phách phủ trung quy chỉ là một địa phương nhỏ đâu thể nào tùy tiện liền xuất động nhật nguyệt cảnh nếu xuất động cao thủ như vậy vậy nói rõ là động thật muốn đánh ngươi chết ta sống hiển nhiên năm thế lực lớn tuyệt không đi tới một bước này nếu không lưỡng bại câu thương thì cũng là thắng thảm chỉ có thể làm áo cưới cho người khác ba bang còn lại nhất định sẽ liên thủ chấn áp chia cắt lợi ích người của hắc ngũ bang dừng ở cửa khách sạn bởi vì người của đại thừa bang đã đi ra ngoài đón, không để cho bọn họ tiến thêm một bước. Tạp chủng của hắc ngũ bang tới nơi này làm gì, cút về cho lão tử. Lan, bằng không đánh bể các ngươi, người của đại thừa bang chủ động khiêu khích, bởi vì đối phương đã lấn đến địa bàn của bọn họ. Trong hắc ngũ bang, đoàn người tách ra, đi tới một người trẻ tuổi, nhưng không có mặc hắc y, mà là một thân cẩm y, đủ mọi màu sắc, phảng phất như hoa hồ điệp. Tướng mạo của hắn cũng không tệ, môi hồng răng trắng, trong tay còn cầm chiếc phiến. Ba, người trẻ tuổi này mở chiếc phiến, nhẹ nhàng lắc lắc nói. Ngày hôm qua có người đánh đệ tử của hắc ngũ bang ta, ngày hôm nay bản thiếu cố ý đến tìm người này, người không liên hệ. Đều cút ngay cho bản thiếu. Lăng Hàn hơi kinh ngạc, hắc ngũ bang giống chống khua chiêng như thế, là vì hắn và Thủy Nhạn Ngọc mà đến. Hắn và Thủy Nhạn Ngọc cũng không có hạ ngoan thủ, nhắc tới còn là năm người kia tự dước, tự mình chuốc lấy cực khổ mà thôi. Bởi vì chút chuyện nhỏ này, hắc ngũ bang liền dẫn người đến, này có chút quá khoa trương đi. Ha 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 ha, nghe người trẻ tuổi này nói, người của đại thừa bang đều cười ha hả. Đánh thật hay, đám tạp chủng của Hắc Ngũ bang, gặp một cái nên đánh một cái. Ở trong tiệm của chúng ta sao? Hắc hắc, nên miễn tiền thuê cho hắn coi như ban thưởng. Một trung niên nam tử dáng dấp ổn trọng đi ra, hắn là tiểu đầu mục của đại thừa bang ở chỗ này, Tu Vi Sơn Hà cảnh đại viên mãn cũng không tính thấp. Hắn thản nhiên nói, vì chút chuyện nhỏ này Cư Nhiên lao động thiếu bang chủ tự thân xuất mã. Người trẻ tuổi này gọi Khương An Vân, chính là con trai độc nhất của Hắc Ngũ bang bang chủ Khương Cát. Một hồi ẩu đả nho nhỏ, cư nhiên để con trai của Hắc Ngũ bang bang chủ đi ra, này có chút không hợp tình hợp lý. Thiếu bang chủ, chính là đôi chó nam nữ này, một nam tử trên cánh tay đeo băng đột nhiên chỉ vào Lăng Hàn cùng Thủy Nhạn Ngọc kêu lên, rõ ràng là bang chúng của Hắc Ngũ bang ngày hôm qua ở lối vào muốn thu phí, lại bị Lăng Hàn đánh gãy cánh tay khương an vân theo tay hắn nhìn sang lúc ánh mắt đảo qua lăng hàn căn bản không có dừng lại mà chăm chú vào trên người thủy nhạn ngọc nhất thời ánh mắt của hắn nới rộng ra vài phần miệng không tự chủ được mở to hầu kết khẽ động nuốt ngụm nước miếng thật quá đẹp dáng dấp phong tình làm lòng của hắn ngứa hận không thể xông lên làm cái vư vật quả thực chỉ là mấy thủ hạ bị người đánh một trận này ở bến tàu phách phủ thực quá bình thường ai bảo bọn họ tài nghệ không bằng người nói như vậy chỉ cần không chết người không tàn phế, hắc ngũ bang sẽ không truy cứu. Dù sao, ai biết đối phương có lai lịch gì, vạn nhất là hậu đại của cường giả tinh thần cảnh ở Hoàng Đô, đừng nói hắc ngũ bang, ngay cả dương gia cũng sẽ bị diệt. Nhưng Khương An Vân nghe thủ hạ nói, trong hai người kia có một mỹ nữ, đẹp đến quyến rũ thấu xương, phong tình vạn trùng. Người nào không biết, Khương Thiếu Bang chủ là anh hùng nan quá mỹ nhân quan, đối với mỹ nữ tuyệt sắc hoàn toàn không có sức chống cự. Trường 1039, Thiếu Bang chủ háo sắc nên hắn tự mình mang đội tới cửa, đánh ngụy trang báo thù, kỳ thực chính là tới gặp mỹ nữ. Quả nhiên, đẹp như thiên tiên, tươi như đào lý. Khái, khái, hắn rốt cuộc tỉnh hồn lại, ho khan hai cái mới nói. Tiểu tử, người đã thương người của ta, nên bồi thường thế nào? Lúc này, đại thừa bang trái lại không có động tính. Khương An Vân không phải đệ tử hắc ngũ bang thông thường, vạn nhất bị thương hắn mà nói, rất có thể Khương Cát sẽ nổi điên, tuy đại thừa bang không sợ hắc ngũ bang, nhưng Tuyệt không muốn liều chết với đối phương. Bởi vậy, chỉ cần đối phương không quá mức, bọn họ cũng không muốn dẫn đầu khơi mào chiến đấu. Lăng Hàn cười nhạt nói: "Thủ hạ của ngươi làm ta sợ, lại nên bồi thường thế nào?" Hai người nói như thế, những người khác đều nga một tiếng, trong lòng nổi lên một ý niệm trong đầu. Nguyên lai là hắn, tất cả mọi người nghĩ buồn cười, người đánh người khác một trận, còn có thể bị làm sợ sao? Người này quả nhiên không phải loại an phận, đi tới chỗ nào liền đánh chỗ đó khương an vân hừ một tiếng nói ngươi yên lành đứng ở nơi đó một chút thương thế cũng không có cần gì bồi thường bản thiếu không phí lời với ngươi ngươi thường nữ nhân kia cho bản thiếu việc này coi như thôi thì ra là thế chúng nhân lại nga lần nữa thảo nào khương an vân vì chút chuyện nhỏ này tự thân xuất mã nguyên lai là coi trọng bạn gái của người ta phi cái bại hoại háo sắc này bất quá rất nhiều người hâm mộ không ngớt nếu bọn họ cũng có thực lực như khương an vân cũng sẽ rất khí phách đi đoạt nữ nhân, cường đoạt vưu vật xinh đẹp kia. Thực sự, có thể sờ nàng một cái, ít sống 10 năm cũng được, nếu có thể ôm ngủ một giấc mà nói, hắc hắc. Thủy nhạn ngọc giận tím mặt, lập tức tế xuất thần kiếm, muốn tiến lên chém người. Lang hàn ngăn cản nói, có chó điên sủa người, người cần để ý tới sao? Không cần phải xen vào hắn, nếu thật đuôi mù nhào lên cắn người, lại chém đầu chó của hắn cũng không muộn. Thủy nhạn ngọc gật đầu, thu hồi bảo kiếm, nhưng trên khuôn mặt vẫn sương lạnh, không có nguôi giận. Chỉ là nàng quá mức động nhân, dù cho hiện tại phụng phỉu cũng có một loại phong tình khác, để không ít người mê say. Tiểu tử, bản thiếu nguyện ý ra 100 vạn chân nguyên thạch mua nàng. Khương An Vân đột nhiên lớn tiếng kêu lên, T, tất cả mọi người hít một ngụm khí lạnh, 100 vạn chân nguyên thạch, này là khoản tài phú kinh người thế nào a? À? Nói như vậy, một khối chân nguyên thạch có thể mua một mỹ nữ như hoa, một vạn khối chân nguyên thạch thì có thể cho mỹ nữ Sơn Hà Cảnh cam tâm tình nguyện về nhà với ngươi, một trăm vạn. Khương thiếu bang chủ này thật hổ danh tình trùng, lang hàn hừ một tiếng, hắn lại thiếu tiền cũng không có khả năng bán đứng thủy nhạn ngọc, hơn nữa, đối phương sao có thể cầm ra một trăm vạn chân nguyên thạch. Hắn chỉ là một thiếu bang chủ mà thôi, còn không có ngồi lên vị trí bang chủ. Đối phương hô lên một triệu, đây chẳng qua là dẫn lang hàn mắc câu, ly khai địa bàn của đại thừa bang, bọn họ mới dễ bắt. Thê tử, không cần để ý tới tên ngu ngốc này lang hàn nói với thủy nhạn ngọc thủy nhạn ngọc gật đầu loại người này nàng tự nhiên mặc kệ hai người xoay người vào khách sạn khương an vân muốn đuổi theo nhưng người của đại thừa bang xếp thành một hàng ngăn cản đường đi của hắn thiếu bang chủ người của hắc ngũ bang cũng vội vàng kéo hắn nếu để cho khương an vân bị đại thừa bang bắt mà nói bọn họ trở lại sẽ bị khương cắt xanh xanh quất chết buông khương an vân lớn tiếng kêu lên hắn đã bị thủy nhạn ngọc câu dẫn linh hồn nhỏ bé thiếu bang chủ nghe ta một lời một lão giả nói thanh niên kia đến chỗ này nhất định là vì rời bến tìm kiếm bảo vật vậy đơn giản chỉ cần chúng ta theo chân bọn họ lên thuyền đợi bọn hắn xuống biển hắc hắc không phải dễ như trở bàn tay sao ánh mắt của khương an vân sáng ngời đó là một ý kiến hay nhưng lập tức lại nói nhưng đội thuyền sớm nhất phải ngày mai mới xuất phát thiếu bang chủ nhẫn một ngày chỉ một ngày mà thôi lão giả kia vội vàng nói thiếu bang chủ này thực quá ngu ngốc làm sao sẽ trầm mê nữ sắc như vậy, may là bang chủ đại nhân nhiên phú lực tráng, khẳng định sống lâu hơn Khương An Vân, bằng không chức bang chủ giao cho người này, không quá 10 ngày sẽ suy sụp. Đi, ánh mắt của Khương An Vân đuổi theo Thủy Nhạn Ngọc, thẳng đến hoàn toàn nhìn không thấy, lúc này mới phất phất tay, mang theo chúng nhân rời đi. Một ngày, rất nhanh thì trôi qua, nhưng ngày thứ hai Khương An Vân liền tức chết, bởi vì Lâm Hàn cùng Thủy Nhạn Ngọc không có rời bến, mà tiếp tục ở trong khách sạn vì sao bọn họ không có rời bến hắn lớn tiếng kêu lên muốn giết người ách bẩm thiếu bang chủ có thể là bọn họ sợ ngài cho nên mới không có rời bến lão già kia xoa mồ hôi lạnh nói phế vật khương an vân nổi giận quất hắn một trận tiếp đó mới nói ngày đêm không ngừng giám thị cho bản thiếu không thể để cho bọn họ chạy thoát bằng không ta lột da của ngươi lang hàn không phải là vì tránh khương an vân mới không có rời bến Bến tàu phách phủ mỗi ba ngày sẽ có một chiếc thuyền rời bến, nhưng thuyền còn có lớn nhỏ khác nhau. Tỷ như đội thuyền lần này là đại hạm, không chỉ có thể dung nạp nhiều người, còn trang bị lực lượng thủ hộ cường đại, có cao thủ nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị tỏa chấn, hệ số an toàn rất cao. Nhưng vấn đề là, Lăng Hàn cùng Thủy Nhạn Ngọc là tới tiêu diệt hải tặc, cao thủ trên đội thuyền càng mạnh, xác suất bị hải tặc đánh cướp lại càng nhỏ, vậy dĩ nhiên là không được. Bởi vậy, bọn họ phải đợi loại thuyền nhỏ, chỉ có cao thủ sơn hà cảnh đại viên mãn tọa chấn, như vậy hấp dẫn hải tặc có khả năng sẽ lớn hơn rất nhiều. Ba ngày sau, vẫn là đại thuyền, lại qua ba ngày, mới có một chiếc thuyền nhỏ xuất phát. Biết tình huống cụ thể, hai người lăng hàn liền ở trong hắc tháp tu luyện. Thủy nhạn ngọc tu luyện vũ kỹ, mà lăng hàn thì nghiên cứu mấy tờ đan phương. Đừng xem tổng cộng chỉ có bốn tờ, cũng phân biệt thuộc về thần đan từ cấp 1 đến cấp 4, vừa khéo tiến hành theo chất lượng. Trước không phải chạy đi chính là tu luyện, lăng hàn không có thời gian nghiên cứu đan phương hắn là đan đạo đế vương kiếp trước cho dù là ở tiểu thế giới hắn cũng có thể luyện chế thành bán thần đan cách đan sư thần cấp kỳ thực cũng không xa đan đạo trọng yếu nhất ở hai điểm một khống hỏa hai lấy thần văn trong dược liệu tiến hành đan vào